Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 54. Cha Si chỉ cảm thấy lần đẩy này có lực lớn đến kinh người, cả người cũng suýt chút nữa mất cân bằng, dưới chân lướt đi một bước trực tiếp lui lại về sau. Một trường này của Tề Đẳng Nhàn đẩy tới chỉ đẩy được tới trên vai, nhưng khi rơi xuống lại cảm giác được gân cốt của đối phương trượt đi khiến cho lực đạo bị đánh tan ít nhất 7 đến 8 thành. U Mặc thấy Tề Đẳng Nhàn có thể đánh có tới có lùi được với Cha Si thì trên mặt hiện lên nét kinh ngạc. Cha Si có thể coi là một trong ba đại cao thủ ở vùng đất Dương Quang này. Chỉ đứng sau thủ hạ Dụ Khôn của Sòng Bạc bên Trần Gia kia và quân phiệt Khải Hoàn. Cha Si lùi về sau, nhưng một bước lùi về sau này của anh ta đã khiến anh ta bị mất cơ hội ra tay trước. Ánh mắt của Tề Đẳng Nhàn lạnh băng. Cơ bắp ở lưng ngay lúc này căng chặt khiến cả người hắn như một con đại bàng phi tới, hạ xuống chính là một quyền. Cha Si giơ khuỷu tay lên chắn nhưng lại chỉ cảm thấy cả hai tay đều bị chấn tới mức tê dại. Một quyền này cũng chỉ có 20 năm công lực mà thôi, anh chống đỡ được không? Thanh âm của Tề Đẳng Nhàn theo gió phiêu phiêu truyền tới, bả vai run lên, cơ bắp lưng theo đó vận động mang theo lần phát lực thứ hai. Cha Si chỉ cảm thấy cẳng chân đều đã tê dần. Trong nháy mắt này thế nhưng lực để cất bước di chuyển cũng không có. Nội tâm anh ta tràn ngập chấn động, nghe đồn hình ý quyền của Hoa Quốc sau khi luyện tới mức thần biến thì một phách quyền hạ xuống có thể đánh đến mức một người giống như bị đóng đinh tại chỗ không nhúc nhích được. Lúc trước mình chỉ nghĩ đấy là giả thôi, không nghĩ tới thật sự có loại công phu như vậy. Tôi nhận thua, Cha Si lên tiếng giống lớn. Tề Đẳng Nhàn nghe thấy lời này thì thả lỏng kinh lực, thu hồi tay về. Cha Si nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm thấy hai chân lại có sức sống, dương mắt lên nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thần thái thoải mái đứng ở trước mặt anh ta, trong mắt lập tức hiện lên nét giảo hoạt, nhấc chân đạp xuống hạ bộ của đối phương. Cha Si ở loại địa phương tam giác độc này lăn lộn cả đời, loại thủ đoạn ngươi lừa ta gạt nào chưa từng sử dụng qua. Nhưng anh ta lại xem thường thực lực của Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn thoạt nhìn không hề phòng bị. Lỏng lỏng lẻo lẻo nhưng trong nháy mắt đối phương nhấc chân lên thì cả người hắn đã né tránh sang một bên. Đồng thời cũng sử dụng công phu chọc tới nách nâng chân phải lên dẫm xuống cái chân đang chống đỡ của Cha Si. Răng rắc. Cha Si gặp phải cảnh bị thương nặng giống Nghiêm Mộc Long như đúc. Đầu gối bị Tề Đẳng Nhàn đạp cho một cái giống như bị gãy ra từng khúc, cả người cũng như đại thụ bị chặt gãy ngã quỵ xuống. Sau khi Cha Si ngã xuống vẫn luôn nhẫn nhịn đau nhức. Cả người lăn ra xa vài mét kéo dài khoảng cách. A, à, Cha Si thống khổ giống to một tiếng ôm đầu gối nằm liệt trên mặt đất, đau tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. U Mặc ở một bên xem trực tiếp ngây người, Cha Si cứ như vậy sống sờ sờ bị Tề Đẳng Nhàn đá gãy một chân. Đây là trò đùa gì vậy chứ? Tề Đẳng Nhàn cười tủm tỉm nói, không nói võ đức. Đã nhận thua rồi còn muốn lừa gạt, muốn đánh lén hả? Trên trán Cha Si đầy mồ hôi lạnh, đau tới mức cả khuôn mặt trắng bệnh lại, cắn răng nói, không nghĩ tới cậu lại là một đại cao thủ lợi hại như vậy, là mắt tôi vụng về. Nhưng loại đồ vật như công phu này ở một nơi như tam giác độc không nhất định sẽ hữu dụng như vậy. Mấy tên thủ hạ của Cha Si cũng sợ tới mức run rẩy cả người, dù sao thì ở trong mắt của bọn họ, Cha Si tồn tại giống như thần vậy, có dùng súng cũng không đánh thắng được anh ta. Nhưng hiện giờ bọn họ tận mắt nhìn thấy thần của mình bị đá gãy một chân ngã ở trên mặt đất. Tôi lưu lại cái mạng chó này của anh, còn anh phải đọc cho tôi nghe tâm pháp của Mật Tông Yoga, như thế nào? Tề Đẳng Nhàn đi lên phía trước một bước, nhàn nhạt hỏi. Cha Si bực bội nói, cậu đá gãy một chân của tôi còn muốn công phu của tôi. Ha ha ha, tôi thấy cậu đây là luyện công luyện tới mức đầu óc cũng bị hỏng luôn rồi sao? Hai mắt Tề Đẳng Nhàn nhíu lại, thu liễm ý cười nơi khóe miệng. Cả người Cha Si run lên một cái, nói, được, thành giao, tôi nói hết toàn bộ cho cậu. Khi nói chuyện, tay của Cha Si giấu ở đằng sau ra hiệu cho thủ hạ một cái thủ thế, ý tứ chính là để cho bọn họ nhanh chóng chạy đi gọi thêm người. Bí phương Mật Tông Yoga chính là tu hành một năng lượng sống, luồng năng lượng này ở trong giới võ học của Hoa Quốc mấy người được gọi là khí huyết. Thuật yoga này coi trọng hệ thống ba chiều thân, tâm, linh của cơ thể. Cha Si ngồi ở dưới đất, cũng không dám dài dòng mà trực tiếp nói cho Tề Đẳng Nhàn phương pháp tu hành của Mật Tông Yoga. Tề Đẳng Nhàn nghe rất nghiêm túc,
thường thường còn hơi gật đầu một cái. Âu Mặc lại ngay lúc này thình lình cắt ngang lời nói, anh đánh tàn phế cao thủ số 1 của tập đoàn Vạn Thịnh rồi mà vẫn còn tâm tình ở chỗ này nghe người ta kể chuyện xưa được hả? Ha ha, thật sự cho rằng chính mình có 9 cái mạng thật sao? Nhìn qua có vẻ như cô ta đang châm chọc mỉa mai nhưng trên thực tế chính là đang nhắc nhở Tề Đẳng Nhàn mau chóng nhanh chân chạy trốn đi. Sợ cái gì? Một mình tôi như năm tia chớp xuất thần nhập hóa, một tay tiếp hóa phát, ai tới cũng đều sẽ bị tôi đánh tới mức phải kêu cha gọi mẹ. Tề Đẳng Nhàn ha hả cười, quay đầu nhìn về phía cha si nói, đừng ngừng, tiếp tục. Trần Ngư ở một bên nghe thấy thì buồn cười, cảm thấy hắn đừng nên ở đây luyện võ công cái gì nữa, trực tiếp chuyển nghề đi làm ca sĩ hát thì hơn. Đương lúc cha si nói cho Tề Đẳng Nhàn nghe tâm pháp của Mật Tông được khoảng 8 phần thì bỗng có một số lượng lớn người tiến vào, trong tay mỗi người đều cầm theo một khẩu AK. Trong nháy mắt cha si ngậm miệng lại không nói tiếp nữa. Tề Đẳng Nhàn hơi nhướng hai mắt của mình nói, không muốn sống nữa. Cha si cười lạnh nói, nhìn thử sau lưng cậu xem có bao nhiêu khẩu súng chỉ vào mình đi đã. Chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng là có thể trực tiếp biến cậu thành cái sàng, dù võ công có cao đến đâu đi nữa thì cũng không thể né được nhiều đạn như vậy đi. U Mặc cũng hướng ánh mắt thương hại nhìn Tề Đẳng Nhàn, tên này quá ngông cuồng, có thể nói là không biết sống chết. Võ công cao thì như thế nào? Có thể đánh đúng là có thể đánh, nhưng liệu có thể đánh thắng được nhiều súng như vậy sao? Đừng nói là ở Quang Dương này. Cho dù là toàn bộ khu vực tam giác độc có thể nói là ai có nhiều súng thì người đó là chính là vua. Thật ra tôi nghe cũng được kha khá rồi, còn lại dù anh không nói thì tôi cũng có thể đoán được 8-9 phần 10. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói. Cho nên, cha si cười lạnh nói, có phải cậu nên quỳ xuống cầu xin tôi không? Để tôi cho cậu thêm một cơ hội đưa cậu và mấy cái cậu đoán được lên đường. Tề Đẳng Nhàn đột nhiên ra một quyền như tia chớp bổ thẳng xuống yết hầu của cha si. Cha si đột nhiên không kịp phòng ngừa, căn bản không nghĩ tới Tề Đẳng Nhàn sẽ ra tay với mình, hơn nữa còn dám ra tay với chính mình. Toàn bộ phần mềm của yết hầu của anh ta bị đánh nát, hợp với khớp xương cổ cũng dập nát theo, cả cái đầu vô lực rũ xuống dưới. Sao mà hắn dám, trong đầu cha si lập lòe lên một ý niệm như vậy. Trong nội tâm khỏi nói có biết bao nhiêu hối hận. U Mặc đứng xem một bên cũng ngây người, cô ta cũng không nghĩ tới Tề Đẳng Nhàn dám ở thời khắc mấu chốt như này ra tay giết chết cha si. Con mẹ nó tất cả cấm nhúc nhích. Thời điểm tất cả tay súng đều đang bất an thì một đạo thanh âm giống giận vang lên. Alexandrovic bước nhanh tới, nịnh nọt cười với Tề Đẳng Nhàn, Tề tiên sinh, sao lại thế này? Người này đuôi mù ngu xuẩn đắc tội ngài sao? Cha si còn chưa chết hẳn nghe thấy lời này thì hai mắt hoàn toàn nhắm lại, trong lòng ngoại trừ không cam lòng thì cũng chỉ còn lại hối hận. U Mặc nhìn thấy Alexandrovic cung kính như vậy với Tề Đẳng Nhàn thì đôi mắt trừng to tới mức tròng mắt cũng suýt chút nữa rơi ra ngoài. Ai mà không biết Tổng Giám đốc Alexandrovic của Tập đoàn Vạn Thịnh là nhân vật tàn nhẫn có tiếng chứ? Động một chút là muốn mang người ném xuống cho cá sấu ăn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vốn dĩ là muốn tha cho anh ta một cái mạng chó nhưng do chính anh ta không biết thức thời. Tề Đẳng Nhàn đứng dậy, tiện tay vỗ vỗ bả vai của Alexandrovic, cười tủm tỉm đáp. Không có gì, chỉ là một con chó mà thôi, chết thì chết, cùng lắm là lại tốn tiền tuyển một người khác là được. Alexandrovic ha ha cười, không thèm quan tâm nói. Đều là người tập võ. Tề Đẳng Nhàn nghe xong lời này thì trong lòng khó tránh khỏi có hơi thương hại đối với cha si, một thân công phu cao như vậy lại bị người xem thành một con chó, thật là bi ai a. Alexandrovic ngạc nhiên nói, người của tập đoàn An Đặc cũng đắc tội với Tề tiên sinh sao? U Mặc nghe thấy lời này thì sắc mặt trầm xuống, nói, Alexandrovic tiên sinh, nơi này là địa bàn của tập đoàn An Đặc chúng tôi, anh đừng có mà ăn nói bậy bạ. Người của tôi chết trên địa bàn của các người. Các người còn không cho tôi có quyền nổi giận hay sao? Alexandrovic nghe thấy lời Âu Mặc nói thì cười nhạo một tiếng, khinh thường hỏi. Kể cả cho dù Âu Mặc có là một trong ba con ngựa đầu đàn của tập đoàn N đặc đi nữa thì ở trong mắt của anh ta chung quy lại cũng chỉ là một tên tiểu tốt không lên nổi mặt bàn mà thôi.
Sắc mặt của Âu Mặc trầm xuống, nói, người là do hắn ở trước mặt anh đánh chết, anh không mở to mắt ra mà xem còn tới tìm tôi gây phiền toái. Alexandrovich ngạc nhiên nói, nhưng chung quy lại thì anh ta cũng chết ở trên địa bàn của các người, trách nhiệm này mấy người phải gánh. Tề Đẳng Nhàn cũng nhàn nhạt nói, sở dĩ tôi nổi lên xung đột với anh ta cũng là vì người phụ nữ này ở giữa khơi mào tranh chấp, cho nên dẫn theo cô ta quay về tập đoàn Vạn Thịnh từ từ nói chuyện vấn đề bồi thường đi. Chỉ dựa vào quan hệ giữa Tề Đẳng Nhàn và Gusinski thì Alexandrovich cũng có thể coi lời hắn nói y như thánh chỉ. Anh ta lập tức vung tay lên nói, bắt lại, dẫn về rồi từ từ nói chuyện cho tốt. Âu Mặc căm tức nhìn Tề Đẳng Nhàn. Người của tập đoàn Vạn Thịnh bên này đông, hỏa lực cũng mạnh, mà trong tay Âu Mặc hiện giờ không có nhiều người như vậy, nếu thật sự muốn cứng đối cứng thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Nhưng cũng ngay lúc này, một giọng nói truyền tới, Alexandrovich tiên sinh đúng là không nói đạo lý một chút nào cả nhỉ, rõ ràng nhìn thấy được người chết ở trong tay ai nhưng lại cố tình muốn kéo thủ hạ của tôi xuống nước sao. Âu Mặc nghe thấy thanh âm đấy thì sắc mặt biến đổi, quay đầu lại cung cung kính kính gọi Chu tiên sinh. Một người đàn ông trung niên trắng trẻo mập mạp cao khoảng chừng 1m7 đi tới, ông ta mặc một thân tây trang, để đầu chọc, trên mặt không thể hiện ra thần sắc dũng mãnh gì ngược lại khiến cho người ta có cảm giác rằng ông ta là một người rất dễ bắt nạt. Trần Ngư nói khẽ với Tề Đẳng Nhàn, ông ta chính là sếp lớn đứng sau tập đoàn N đặc, Chu Quang Vinh. Trong nháy mắt Chu Quang Vinh đi vào kia Tề Đẳng Nhàn cũng chú ý tới, thậm chí hai mắt của hắn còn hơi nhướng lên. Người tên Chu Quang Vinh này thế mà có thể khiến hắn cảm giác được người này rất nguy hiểm. Người đàn ông mập mạp này biết che giấu bản thân thật đấy, là một đại cao thủ, thậm chí còn phải lợi hại hơn vài phần so với cha si kia vừa bị mình đánh chết nhiều. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ. Thường thường những người bề ngoài vẽ rồng vẽ phượng bày ra vẻ mặt hung ác thì trong nội tâm đều là một đám nhát gan sợ sệt. Còn người tàn nhẫn chân chính phần lớn đều sẽ ngụy trang bản thân mình. Ngoài mặt hòa hòa khí khí, thậm chí nhìn qua còn có chút dễ bắt nạt. Cũng giống như Tề Đẳng Nhàn vẫn luôn cảm thấy xã hội đen chân chính không phải là mấy tên ngốc cả ngày treo dao bên cổ lắc lư khắp phố mà là những người nhìn qua rất nho nhã, thường hay mặc trang phục thời đường, trong tay còn cầm theo chuỗi Phật châu thường xuyên gảy. Chu Quang Vinh này rõ ràng chính là chân nhân bất lộ tướng, nếu ai dám xem thường ông ta thì khẳng định sẽ phải ăn một trận mệt to. Alexandrovich nhìn thấy Chu Quang Vinh tới thì trong mắt hiện lên nét kiêng kỵ, nói, hóa ra là sếp Chu, ha ha ha. Không nghĩ tới sếp Chu lại nhàn hạ như vậy, thế mà lại xuất hiện ở đây. Không phải tôi nghe nói sếp Chu tới thành phố Hương Sơn của Hoa Quốc bàn chuyện làm ăn sao? Chu Quang Minh cười nói, hình như Alexandrovich tiên sinh rất để ý tới hành tung của tôi thì phải. Tôi đi đâu mà anh biết rất rõ đấy. Chu tiên sinh. Người của tôi chết ở chỗ này của ông, còn có lời nào khác để nói sao? Alexandrovich cao giọng hỏi. Chưa nói tới biện pháp, nhưng nếu anh muốn tìm phiền toái, vậy thì cứ thử xem. Chu Quang Vinh mỉm cười nói, chân phải cũng hơi nâng lên dừng ở phía trước, mũi chân căng thẳng. Lỗ tai Tề Đẳng Nhàn giật giật, khẽ lắc đầu với Alexandrovich. Chu Quang Vinh là một nhân vật rất lợi hại. Lần này cũng không phải ông ta lẻ loi một mình tới đây, bên ngoài vẫn còn người của ông ta đang mai phục, nếu thật sự phát sinh chuyện sống chết với nhau thì người có thể cười được đến cuối cùng là ai thật khó có thể nói trước được. Nếu Tề Đẳng Nhàn chỉ có một mình ở đây thì hắn có thể thử sức một chút, nhưng dẫn theo một người kéo chân sau như Trần Ngư, nếu thật sự đánh một trận sống chết với hơn trăm người có trang bị AK, lại còn không có trang bị chống đạn thì thật sự rất nguy hiểm. Alexandrovich cười cười nói, vậy người của tôi chết vô ích như vậy sao? Chu Quang Vinh nhàn nhạt nói, cái mạng này của anh ta tôi mua, 1.000 vạn tỷ, nhiều hơn thì không có. Nếu anh vẫn cứ khăng khăng không cho chút mặt mũi này thì cái kia ta có thể thử xem sao? Chu Quang Vinh cũng không muốn trực tiếp phát sinh xung đột sống chết với Alexandrovich, tập đoàn Vạn Thịnh cũng là một tổ chức cường đại, nếu hoàn toàn xé rách ra mặt thì đối với việc làm ăn của hai bên đều sẽ bất lợi. Ông S bỏ ra 1.000 vạn tỷ ra cũng coi như là cho Alexandrovich một bậc thang để xuống. Alexandrovich có thang để xuống, hơn nữa còn thấy Tề Đẳng Nhàn lắc đầu thì nói, một khi đã như vậy thì chuyện này cứ kết thúc ở đây thôi. Chu Quang Vinh cười cười, được, 10 phút nữa số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản của quý công ty.
Chỉ là một khi quý công ty cầm số tiền này rồi thì không được lôi chuyện này ra nữa. Alexandrovich ngạc nhiên nói, ngài yên tâm, tôi là một người biết giữ chữ tín. Chu Quang Vinh chắp tay, nhàn nhạt nói, vậy tôi không tiễn. Âu Mặc Thần sắc phức tạp nhìn Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn nói với Trần Ngư, đi thôi, hôm nào lại nói sau. Chờ sau khi đoàn người rời khỏi đây rồi, Chu Quang Vinh mới từ bên cạnh Âu Mặc lấy ra một cây gậy đánh gôn mới, đánh một quả gôn tới trên đầu của Trương Thiệu Kiệt. Phanh! Quả cầu gôn màu trắng theo đường cong parabol bay ra xa xa rồi chậm rãi lăn xuống lỗ. Chu Quang Vinh cười cười nói, tên ngu xuẩn này còn lôi được tiền ra hay không thế? Dám ở nước Mỹ đắc tội với người của đại tiên sinh, đúng là đồ không biết sống chết. Âu Mặc lắc lắc đầu nói, anh ta bảo là có thể mượn được thêm 500 vạn nhưng kết quả lại chỉ có 50 vạn, hơn phân nửa là đã đào rỗng nhân mạch luôn rồi. Chu Quang Vinh nói, vậy mau mang anh ta đi làm thức ăn cho lợn đi thôi. Mấy bộ phận nội tạng trong người anh ta bán ra nước ngoài chắc cũng phải kiếm được ít nhất mấy trăm vạn. Âu Mặc lại trần trờ nói, dù sao thì người này cũng có xuất thân là phú nhị đại, từng trải qua không ít chuyện đời, tài ăn nói và đầu óc vẫn còn rất linh động, không bằng để anh ta tới làm việc ở bộ phận viễn thông thử xem trình độ của anh ta thế nào. Chu Quang Vinh liếc mắt nhìn Âu Mặc một cái, trong lúc làm việc không cần phải quá nương tay nhân từ làm gì. Anh ta đã không còn giá trị lợi dụng khác nữa, đưa đi làm thức ăn cho lợn đi. Vâng. Âu Mặc bị một cái liếc mắt lạnh nhạt này của Chu Quang Vinh làm cho cả người tê dại, vội vàng cúi đầu trầm giọng đáp. Chu Quang Vinh cười nói, tôi nhìn ra được một nam một nữ vừa tới kia có lai lịch không nhỏ, vì sao bọn họ lại tới tìm cô? Là muốn khuyên cô quay về Hoa Quốc sao? Âu Mặc lắc đầu nói, không phải. Bọn họ, tới để bảo tôi đến chỗ bọn họ làm việc, muốn đào góc tường của tập đoàn N đặc chúng ta mà thôi. Chu Quang Vinh kỳ quái nói, từ khi nào ở Quang Dương lại có hai nhân vật lợi hại như vậy? Có thể khiến cho Alexandrovich của tập đoàn Vạn Thịnh tôn kính như vậy. Người vừa rồi bị hắn đánh chết chính là thủ hạ số một dưới tay của Alexandrovich. Tôi cũng không rõ. Âu Mặc nói. Chu Quang Vinh vỗ vỗ bả vai của Âu Mặc rồi nói, ở lại bên cạnh tôi làm việc cho tốt, Hoa Quốc bên kia không có gì đáng để cho cô phải lưu luyến cả. Ở Quang Dương này, chỉ cần có tập đoàn N đặc thì cô có thể muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Ở nơi này, chỉ có cô bắt nạt người khác, mà không ai có thể bắt nạt cô. Âu Mặc cúi đầu, trong ánh mắt đầy phức tạp, ngoài miệng lại cung cung kính kính đáp, vâng. Cô hận Lục Chiến Long. Sau khi cô gia nhập vào tập đoàn N đặc thì không ngừng lặng lẽ truyền tin tức về cho Lục Chiến Long, nhưng mỗi một lần truyền tin đi đều như đá chìm dưới đáy biển. Cái này khiến cho cô dần rơi vào tuyệt vọng, vì có thể sinh hoạt thật tốt ở cái nơi thành thị dơ bẩn này, cô không thể không ép bản thân phải thật tàn nhẫn. Này, anh cũng nhát gan thật đó. Anh sợ hãi những hai lần, hiếm thấy thật. Trần Ngư nhìn Tề Đẳng Nhàn. Không nhịn được phun tào một trận. Khóe miệng Tề Đẳng Nhàn khẽ nhếch, vỗ hai cái lên đầu cô nàng rồi đen mặt nói, nếu không phải tôi cố kỵ còn phải để ý tới cô thì lão tử đã sớm ra tay rồi. Người phụ nữ không biết tốt xấu này cũng không biết cảm ơn một chút gì cả. Trần Ngư nghe vậy thì nở một nụ cười xinh đẹp, nói, hóa ra anh để ý tới tôi như vậy sao, thật đúng là thụ sủng nhược kinh, đợi khi nào về nhà thì tôi mặc váy lụa cho anh ngắm. Tề Đẳng Nhàn nghe vậy thì trợn trắng mắt, đây là chuyện mà chỉ mặc váy lụa thì có thể dễ dàng giải quyết được hay sao? Đương nhiên là không đơn giản như vậy được, ít nhất thì cũng phải là váy ngắn mới được. Tôi nói đùa với anh một chút mà thôi, chỉ là tôi cũng có thể nhìn ra được cái người tên Chu Quang Vinh kia cũng không phải là người đơn giản. Trần Ngư nói. Cô biết, Tề Đẳng Nhàn hỏi. Dựa vào ánh mắt của anh nhìn ông ta là có thể biết, người này không đơn giản. Trần Ngư gật đầu nói. Qua, hóa ra cô để ý tới tôi như vậy sao? Tề Đẳng Nhàn cũng khoa trương đáp lại một câu. Trần Ngư nói, đúng vậy, dù sao thì anh cũng lợi hại như vậy mà, sao có thể không khiến phụ nữ động tâm cho được? Thế nào, đêm nay có muốn ngủ cùng nhau hay không? Đối với loại phụ nữ có chỉ số IQ cao này mà nói thì vài ba lời cợt nhả hay đắn đo ái muội kia quả thực chính là hành động hạ bút thành văn. Huống hồ gì mập mờ cùng với người như Tề Đẳng Nhàn cũng chả mất cái gì.
Người ta nói sao đi nữa cũng là nam tử Hán đỉnh thiên lập địa, vũ lực cá nhân phóng mắt tìm trên toàn cầu cũng khó có thể tìm được mấy người có thể chính diện đối địch nổi. Tề Đẳng Nhàn cười nói, cô đừng giấu súng dưới gối cô nằm nữa thì tôi có thể tin được lời nói của cô. Trần Ngư nghe vậy thì kinh ngạc hỏi, oa, không nghĩ tới chuyện này mà anh cũng biết được. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh nói, mỗi ngày trước khi ngủ cô đều phải tháo đạn ra kiểm tra một lần, sau đó lại xác nhận xem thử xem súng có gặp vấn đề trục trặc gì không. Trần Ngư nói, khẩu súng đó dùng để phòng sói, anh là đồ háo sắc, không phải sắc lang. Nên không cần phải lo lắng. Tề Đẳng Nhàn lười phản ứng lại cô nàng, gì mà đồ háo sắc chứ, cái đó đều là người ngoài hiểu lầm đối với nhị đương gia hắn rồi. Là một thanh niên năm tốt thuần khiết, hắn mới không biết cái gì gọi là 91 phương pháp tê dại gì kia đâu. Hôm nay không thể nói chuyện thật tốt được với Âu Mặc, kế tiếp anh có dự định gì không? Trần Ngư không nhịn được hỏi. Không vội, trước tiên cô nói chuyện với bên Mạc Khang cho tốt đi đã, chúng ta mượn tay Mạc Khang thu thập tập đoàn N đặc. Không có tập đoàn N đặc thì cô ta có muốn đi cũng đừng mong nghĩ tới. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói. Trần Ngư cũng cảm thấy đây chính là biện pháp tốt nhất hiện giờ, nếu Âu Mặc thật sự chấp mê bất ngộ mà nói thì trực tiếp đánh sập tập đoàn N đặc là được. Hơn nữa, Tề Đẳng Nhàn cũng cực kỳ chán ghét đối với khối u ác tính mang tên tập đoàn N đặc này, tuy rằng những người đó bị lừa tới Quang Dương này đều do lòng tham của bọn họ nhưng cũng nên trả giá lớn như vậy. Hôm sau trời còn chưa sáng, Trần Ngư đã thấy Tề Đẳng Nhàn đang luyện quyền ở trong sân. Cô kinh ngạc, cảm thấy cái tên này đúng là rất nỗ lực, cũng khó trách võ công có thể bước tới loại cảnh giới như vậy. Mặt Tề Đẳng Nhàn quay về phía đông. Một bên luyện ngũ hành quyền, một bên dựa theo tâm pháp yoga và một phần đoán được từ chỗ của cha si bên kia vận hành khí huyết. Loại thuật yoga này đích thật là có chỗ độc đáo, thông qua triết học tôn giáo khai phá tâm linh, sau đó lại khai quật bảo tàng thân thể, lợi hại. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn cảm khái một tiếng. Tới cảnh giới như của hắn lại cộng thêm võ thuật cao thâm, thêm vào nội gia tâm pháp, chỉ cần bị hắn sờ được một chút manh mối thì phần còn lại cũng có thể dễ dàng suy đoán ra. Nhân lực có thể nghèo nhưng tâm linh thì lại vô cùng vô tận. Con người có thể dựa vào sức tưởng tượng vô cùng tâm linh mới có thể phát triển được khoa học kỹ thuật, từ đó mà lên trời xuống đất. Mặt trời mới vừa nhô lên từ phía đông, Tề Đẳng Nhàn đã thấy Trần Ngư từ cửa đi ra. Đi thôi, cùng tôi đi gặp Mạc Khang một chút. Trần Ngư đi thẳng vào vấn đề nói với Tề Đẳng Nhàn. Hả, cô liên lạc được với Mạc Khang nhanh vậy sao? Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, kinh ngạc hỏi. Anh có thể đừng xem thường lực ảnh hưởng của Nam Dương Trần thì có được hay không? Cho dù có khoảng cách một biển đi nữa thì cũng vẫn có thực lực như cũ. Trần Ngư tràn ngập tự tin thoải mái cười. Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu, sau đó đi theo Trần Ngư tới cửa. Bên ngoài cửa đã có một chiếc ô tô con không bắt mắt lắm đang chờ, loại xe con này rất không bắt mắt vì ở Dương Quang này, trên đường đâu đâu cũng thấy nó. Tài xế lái xe là người của Trần Ngư nên không cần phải lo lắng việc hành tung bị tiết lộ. Chỉ là xe con không phải đi về hướng ngoại thành Dương Quang mà vòng vào trong nội thành, sau đó dừng lại ở bên ngoài một sòng bạc. Thấy Tề Đẳng Nhàn ngập tràn nghi hoặc, Trần Ngư lại nói, Trần Tiên Hà cũng không phải tên ngốc. Hắn bừng tỉnh đại ngộ đi theo Trần Ngư vào sòng bạc, sau đó từ bên trong sòng bạc có hai người mặc quần áo giống nhau như đúc, dáng người cũng xấp xỉ nhau đi ra đón. Trần Ngư hơi gật đầu với bọn họ, dẫn theo Tề Đẳng Nhàn vòng đến cửa sau của sòng bạc. Đi qua cửa sau, hai người lại lên một chiếc xe khác, hoàn thành một màn kim thiền thoát xác. Không hổ là đại tiểu thư của Trần gia, làm việc chặt chẽ chu đáo, quả thực là tích thủy bất lậu a. Tề Đẳng Nhàn khen. Đó là tất nhiên, Trần Ngư nhẹ nhàng cười. Hai người thông qua chiếc xe này rời khỏi Quang Dương. Đi ra ngoài khoảng chừng hơn 30 km thì dừng chân tại trạm đóng quân của Mạc Khang. Mạc Khang đang đứng ở cổng, sau khi nhìn thấy xe thì cười ha ha nói, hoan nghênh, tiểu thư Trần Ngư, tôi đã chờ cô ở đây từ rất sớm đấy, cuối cùng cô cũng tới rồi. Trần Ngư xuống xe bắt tay với Mạc Khang, nói, tướng quân Mạc Khang, đã để anh chờ lâu rồi. Đi thôi, chúng ta vào trong rồi nói, Mạc Khang nói. Anh ta quay đầu nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn cũng đi theo thì đen mặt nhíu mày. Trần Ngư nói,
hắn là người của tôi, không cần lo lắng. Mạc Khang khó chịu gật gật đầu nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Ngược lại là Tề Đẳng Nhàn lại có chút không thoải mái, con khỉ này nhiệt tình nắm tay Trần Ngư gọi như vậy chưa tính, lại còn ôm địch ý với mình như vậy. Phòng họp chỗ Mạc Khang là dùng gỗ dựng tạm thành một tòa nhà nhỏ, trên mặt bàn trong phòng bày đầy đủ các loại trái cây nhiệt đới, nhìn qua rất dễ khiến người có cảm giác thèm ăn. Mời ngồi, Mạc Khang nói xong thì trực tiếp ngồi luôn xuống một chiếc ghế tre ở đó. Đại khái là Trần Ngư đã trải chăn xong ở giai đoạn trước rồi nên cũng không định chơi trò quanh co lòng vòng với Mạc Khang, lập tức nói, tướng quân Mạc Khang, những tin tức nên lộ ra ngoài tôi đã nói cho anh biết hết rồi. Chỉ cần anh đồng ý thì Nam Dương Trần thị chúng tôi sẽ toàn lực ủng hộ anh, bao gồm cả những thứ như súng ống đạn dược anh muốn nhưng không có kia tôi cũng có thể cho anh. Thậm chí tôi có thể để bên tập đoàn Vạn Thịnh phân một ít nghiệp vụ cho anh xử lý, bảo đảm chuyện anh có thể kiếm tiền. Tề Đẳng Nhàn nghe thấy một câu cuối cùng thì mày hơi nhíu lại, giỏi lắm, người phụ nữ này thế mà lại tự mình quyết định. Hiển nhiên là cô nhìn thấy rõ lực ảnh hưởng của Tề Đẳng Nhàn ở trong tập đoàn Vạn Thịnh, nên mới có thể tự tin nói ra được những lời này. Nếu Tề Đẳng Nhàn bảo tập đoàn Vạn Thịnh chi một bát canh nhỏ ra cho Mạc Khang ăn cùng thì Alexandrovic nhất định sẽ không có nửa câu oán hận. Mạc Khang nghe thấy lời này thì cũng động tâm, nói, điều kiện mà Trần Tiểu Thư đưa ra này tất nhiên là tôi rất vui. Nhưng mà vấn đề trước mắt là tôi cũng có khó khăn, không thể đồng ý với cô được. Trần Ngư nhàn nhạt nói, tướng quân Mạc Khang có khó khăn gì thì có thể nói thẳng, là bạn bè, có thể giúp tôi nhất định sẽ giúp. Tuy rằng Tề Đẳng Nhàn biết hai chữ bạn bè của Trần Ngư là gặp quỷ nói tiếng quỷ nhưng hắn vẫn rất khó chịu. Nhưng Trần Ngư có tâm tư gì chứ? Căn bản là không cần liếc hắn một cái đã có thể đoán được tâm lý hắn hoạt động như nào nên yên lặng vươn tay nhỏ tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ ở trên đùi hắn. Ai, phụ nữ quá thông minh cũng không phải là chuyện gì tốt. Tề Đẳng Nhàn sửng sốt, sau đó âm thầm thở dài ở trong lòng, chút khó chịu nọ cũng theo gió tan thành mây khói. Được, nếu Trần Tiểu Thư đã hào phóng như vậy thì tôi đây cũng không khách khí nữa. Mạc Khang nghe thấy lời Trần Ngư nói thì cười ha ha, sau đó cao hứng nói. Trần Ngư cười cười nói, Mạc Khang tiên sinh không cần phải khách khí với tôi, về sau mọi người phải hợp tác trong thời gian dài mà. Mạc Khang nói, Trần Ngư Tiểu Thư có biết thủ hạ dưới trướng của Trần Tiên Hà có một cao thủ tên là Dụ Khôn không? Trần Ngư nghe xong thì sửng sốt. Lắc đầu nói, người này thì tôi lại không biết rồi, chỉ là tướng quân Mạc Khang có nhiều người nhiều súng ống đạn dược như vậy mà còn phải sợ một người không biết được gọi là cao thủ sao. Mạc Khang nói, cái đó thì tôi đương nhiên sẽ không sợ, nhưng thủ hạ dưới trướng của tôi lại không có cao thủ như vậy, tôi cần một đại cao thủ tới giúp tôi một việc lớn như vậy. Trần Ngư nói, không biết là giúp anh việc lớn gì. Nếu mà nói là cao thủ thì tôi có thể lập tức tìm được. Mạc Khang nói, bên Quang Dương này vẫn còn một đội quân phiệt khác gọi là Khải Hoàn Quân, vũ lực cá nhân của hắn cực kỳ cao, tôi muốn tìm người đánh bại hắn. Trần Ngư nói, trực tiếp phái binh qua đó nghiền áp không phải là xong rồi sao, từ khi nào mà tướng quân Mạc Khang lại để ý tới mấy thứ như này rồi. Mạc Khang lắc đầu nói, Trần Tiểu Thư có điều không biết, người gọi là Khải Hoàn này cũng đã từng là thủ hạ dưới trướng của nãi tín tướng quân với tôi. Sau khi nãi tín tướng quân xuống đài thì chúng tôi mỗi người tự lập môn hộ riêng, nếu như tôi dụng binh gây chiến với Khải Hoàn này thì thuộc hạ huynh đệ dưới trướng tôi hơn phân nửa sẽ không tình nguyện. Tề Đẳng Nhàn lúc nghe thấy hai chữ nãi tín này thì lông mày không khỏi hơi động. Nãi tín chính là tên thật của đồ tể nha. Người tên Khải Hoàn này bộ não cứng nhắc, không muốn động tới việc gì có liên quan đến ma túy, hắn không muốn làm còn chưa tính, còn nơi nơi nhằm vào tôi nữa. Tôi có một số việc làm ăn nhất định phải đi qua địa bàn của hắn. Không thể phái binh đánh lại được nên mới lập ra một ước định. Tôi đi tìm cao thủ đánh với hắn một trận, nếu có thể thắng thì có thể đi ngang qua địa bàn của hắn mà không bị cản trở nữa. Trần Ngư cười nói, người tên Khải Hoàn này cuồng vọng như vậy sao? Thế mà dám đưa ra cả điều kiện như vậy? Mạc Khang lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, không phải hắn cuồng vọng đâu mà là do hắn thật sự rất mạnh. Hắn đã từng là đại tướng số một trong số các thủ hạ dưới trướng của nãi tín tướng quân, vũ lực cá nhân cao cường tới mức phóng mắt tìm toàn bộ ở vùng Đông Nam Á này cũng rất khó có thể tìm ra được một đối thủ.
Trần Ngư nói, nên anh mới bàn bạc với Trần Thiên Hà để thủ hạ dụ khôn của anh ta giúp anh lên đánh một trận. Mạc Khang nói, đúng vậy, dù sao thì dụ khôn cũng coi như là cao thủ mạnh nhất mà tôi từng gặp qua. Trần Ngư cười nói, cao thủ hả, hiện tại tôi có thể tìm được một người, hơn nữa so với bất kỳ cao thủ nào mà anh từng gặp qua cũng lợi hại hơn rất nhiều. Mạc Khang nga một tiếng, nói thân phận như Trần Tiểu Thư đây thì lời nói đương nhiên là không thể nghi ngờ. Cao thủ này là ai vậy, người hiện đang ở đâu? Trần Ngư nâng tay lên chỉ Tề Đẳng Nhàn, nói, người này ấy hả, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Mạc Khang lập tức sửng sốt, quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, hiển nhiên là anh ta có chút không tin tưởng, người trước mắt trắng trẻo mập mạp mang theo một chút phúc hậu này sẽ là một người cao thủ đứng đầu. Tề Đẳng Nhàn khó chịu, người phụ nữ tên Trần Ngư này đúng là từ trước tới giờ đều không có ý tốt, cũng chưa hỏi ý kiến của hắn mà đồng ý giúp đỡ Mạc Khang rồi. Chỉ là có thể khiến Mạc Khang từ bỏ cơ hội bên Trần Thiên Hà kia mà mượn sức của mình bên này đúng là một việc cần thiết phải làm. Hắn hả? Mạc Khang nhìn Tề Đẳng Nhàn, trong miệng thốt ra một câu, trên mặt là nét khinh thường và ý trào phúng. Hiển nhiên, cho dù là Trần Ngư có thân phận như nào đi nữa, lời nói ra có trọng lượng như nào thì anh ta cũng rất khó lòng tin tưởng Tề Đẳng Nhàn là một người có thể có đủ thực lực chống lại một đại cao thủ. Tề Đẳng Nhàn diện vô biểu tình nhìn Mạc Khang hỏi, tướng quân Mạc Khang có ý kiến gì sao? Mạc Khang không nói gì mà chỉ khinh thường cười, sau đó sắc mặt lạnh nhạt xuống, tay phải đột nhiên nhấc lên, không biết từ khi nào mà trong tay anh ta đã nhiều thêm một khẩu súng. Phanh! Không cần hoài nghi về trình độ thực chiến của loại người kiêu hùng như Mạc Khang, người ta lúc trước ở trong trận chiến quật khởi kia gần như là mỗi ngày đều đánh giặc. Tuy rằng chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp nhưng từ tốc độ rút súng ngắm bắn đến lúc nổ súng của anh ta tuyệt đối không hề thua kém với bất cứ tay súng thiện xạ nào được đào tạo chính quy. Trần Ngư còn chưa kịp phản ứng lại thì tiếng súng đã vang lên, cô chỉ thấy phía trước họng súng toát ra một ánh lửa. Đầu của Tề Đẳng Nhàn nghiêng về một bên, viên đạn không hề bắn trúng. Họng súng của Mạc Khang dịch xuống, lại bắn thêm hai phát súng vào ngực của hắn. Nhưng cả người của Tề Đẳng Nhàn lại trượt xuống đúng lúc giống như đã bị trúng đạn vậy. Ha, chỉ như vậy, cao thủ. Khẩu súng của Mạc Khang bị vứt lên trên mặt bàn, vừa dùng tay ấn vừa cười nhạo hỏi. Cả người Tề Đẳng Nhàn lại chậm chậm nâng dậy từ dưới bàn, không vui đáp, một lời không hợp là nổ súng đánh người cũng không phải là chuyện hay gì đâu. Đồng tâu Mạc Khang co rút lại, sau đó nở nụ cười nói, cao thủ, thật đúng là cao thủ. Có thể ở trong khoảng cách gần như vậy tránh thoát được ba viên đạn tôi bắn ra, tôi tán thành thực lực của cậu. Nhưng hai mắt của Tề Đẳng Nhàn lại hơi nhíu lại, cười nói, anh chưa rên một tiếng đã nổ súng bắn tôi, hiện tại lại mở mồm ra nói tán thành thực lực của tôi. Trần Ngư cảm giác được Tề Đẳng Nhàn có chút giận dữ, tựa như muốn động thủ đối với Mạc Khang. Cô vội vàng duỗi tay bắt lấy hai bàn tay của hắn, một bên vừa trấn an hắn. Một bên lại cười nói với Mạc Khang, hiện tại tướng quân Mạc Khang đã biết lời tôi nói không phải giả rồi chứ. Trong lòng cô cũng vạn phần bực bội, Mạc Khang này làm việc quá độc ác đi, chưa một lời chào hỏi đã trực tiếp nổ súng bắn người, nếu như Tề Đẳng Nhàn không thể tránh thoát thì phải làm sao bây giờ. Trong khi nói chuyện, Trần Ngư cảm giác được tay nhỏ của mình bị người nắm ngược lại thì kinh ngạc quay đầu, lập tức nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn nở nụ cười xấu xa đầy mặt. Nơi nào còn có nửa điểm bộ dáng muốn giết người nữa đây? Bị tên cẩu nam nhân này tính kế rồi. Trong lòng Trần Ngư dở khóc dở cười. Tuy rằng Tề Đẳng Nhàn có hơi tức giận thật nhưng bày ra tư thái muốn giết người thì hơn phân nửa chỉ là bày vẽ mà thôi. Ở đây là đại bản doanh của Mạc Khang, tuy rằng hắn có thể giết chết Mạc Khang nhưng muốn chạy thoát rời khỏi đây thì lại không phải là một việc dễ dàng. Đây là cố ý muốn khiến cô sốt ruột. Sau đó lại tiện thể chiếm luôn tiện nghi của cô đúng không? Mạc Khang cười ha ha rót cho Tề Đẳng Nhàn một chén trà, sau đó giơ chén trà của mình lên rồi nói, không nghĩ tới giám đốc Tề lại là đại cao thủ như vậy, đúng thật là chân nhân bất lộ tướng mà. Là do mắt tôi vụng về, tôi ở chỗ này dùng trà thay rượu bồi tội với giám đốc Tề. Nói xong lời này, Mạc Khang nâng chén uống một hơi cạn sạch, sau đó chắp tay xin lỗi với Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn chẳng có tí hảo cảm nào đối với loại người như Mạc Khang này nên chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái,
uống ngụm trà rồi bình tĩnh nói, lần sau trước khi tướng quân Mạc Khang muốn làm việc như vậy thì tốt nhất vẫn nên đánh tiếng trước một tiếng. Không phải là tôi sợ tướng quân Mạc Khang đánh chết tôi mà tôi sợ tôi sẽ theo phản xạ có điều kiện mà gạt đầu của tướng quân Mạc Khang xuống mất. Mạc Khang bị câu này của hắn nói cho trong lòng bực bội nhưng cũng không thể hiện ra ngoài mà chỉ cười nói, nếu dưới trướng của Trần Tiểu Thư đã có người tài ba như giám đốc Tề đây thì tôi cũng có thể yên tâm hợp tác với Trần Tiểu Thư rồi. Tướng quân Mạc Khang, Dụ Khôn tiên sinh tới. Lại ngay lúc này có một thủ hạ của Mạc Khang tiến lên bẩm báo. Ánh mắt của Trần Ngư lạnh xuống, tâm tư của Mạc Khang này không đơn giản mà, đây là chuẩn bị cả hai bên đều ăn sao. Mạc Khang thấy sắc mặt của Trần Ngư không vui thì cười ha ha nói, Trần Tiểu Thư không cần phải để ý, cô cũng biết rõ đến đạo lý không thể để tất cả trứng gà chung một rổ mà. Trần Ngư thần sắc bình tĩnh nói, lời tướng quân Mạc Khang đây nói đúng thật là có chút đạo lý. Vào! Mạc Khang quay đầu nói với thuộc hạ, mời Dụ Khôn tiên sinh tiến. Không lâu sau, Dụ Khôn đi tới. Người này là một người đàn ông trung niên mặc đường trang, diện mạo lẫn khí chất đều tương đối nho nhã, mang theo hương vị tiên sinh dạy học mà ở Tề Đằng Nhàn không có. Cao thủ võ học luyện công phu tới cảnh giới cao phần lớn người nhìn qua đều sẽ không có vẻ xốc vác hung mãnh mà ngược lại đều mang theo hơi thở nho nhã. Đại tông sư trong xã hội cũ đều là như vậy, nhìn qua thì gầy gầy ốm yếu, khí chất văn nhã, nhưng một khi động thủ thì sẽ cực kỳ khủng bố. Người này cũng có chút công phu, hơi thở nội liếm, khí huyết thời khắc đều tụ trong đan điền, phòng trừng đang ở giữa cảnh giới đan kính, chỉ là vẫn chưa tới được trình độ của đan kính. Tề Đằng Nhàn vừa nhìn về phía Dụ Khôn, trong lòng vừa nghĩ. Dụ Khôn cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn, đôi mày nhãn lại nhìn về phía nọ, thấy là một thanh niên trắng trẻo mập mạp phúc hậu thì trong lòng cảm thấy kỳ quái. Hừ, vừa rồi rõ ràng mình cảm giác được có cao thủ mà. Sao lại biến thành một tên mập mạp rồi? Hơn nữa nhìn qua còn phúc hậu và vô hại như vậy. Dụ Khôn thầm nghĩ. Bộ dáng hiện tại của Tề Đằng Nhàn không sai biệt lắm với Chu Quang Vinh, nhìn qua đều sẽ cảm thấy bản lĩnh không lớn mà thay vào đó. Là phúc hậu và vô hại. Mạc Khang cười cười nói, Dụ Khôn tiên sinh, cuối cùng ngài cũng tới rồi. Ha ha ha, nếu đã như vậy thì chúng ta sẽ xuất phát tới nơi Khải Hoàn Quân dừng chân để giải quyết vấn đề một chút. Dụ Khôn lúc nhìn thấy Trần Ngư thì sửng sốt nói, đây không phải là tiểu thư Trần Ngư đấy sao? Sao lại xuất hiện ở chỗ của tướng quân Mạc Khang thế này? Lúc nói lời này ông ta tỏa ra một cỗ sát ý gắt gao đè ép Trần Ngư. Trần Tiên Hà có nói qua, nếu phát hiện ra Trần Ngư có tiếp xúc ngầm với Mạc Khang thì trực tiếp giết chết Trần Ngư rồi lại nói chuyện khách. Mạc Khang cười ha ha nói, tôi đây nghe đại danh của Trần Tiểu Thư đã lâu. Lại thấy bảo cô ấy có tiếng là mỹ nhân nên cố ý mời cô ấy tới đây ngồi chơi một lát. Hơn nữa, thủ hạ của Trần Tiểu Thư cũng có người tài ba, tôi đây cũng chỉ vì đề phòng nhiều hơn một tầng bảo hộ mà thôi. Dụ Khôn cười cười nói, hóa ra là vậy. Chỉ là thủ hạ tài ba của Trần Tiểu Thư đây là người nào vậy? Chính là vị giám đốc Tề này đây. Mạc Khang cười cười duỗi tay chỉ Tề Đằng Nhàn. Dụ Khôn lại hỏi, cao thủ. Tôi thấy như nào cũng không giống cho lắm mà, vị giám đốc Tề này sợ không phải là một cao thủ ăn thịt uống rượu đấy chứ. Tề Đằng Nhàn ngồi tại chỗ ngay ngắn không nhúc nhích, chỉ nhàn nhạt đáp, Dụ sư phó nhìn qua cũng không giống một cao thủ cho lắm, trên mặt Dụ Khôn hiện lên ý cười, nói, nếu không thì cậu tới thử xem một chút, nhìn xem tôi với cậu chênh lệch bao nhiêu. Mạc Khang lại xua xua tay cười to nói, ha ha ha, được được, hai vị không cần phải khắc khẩu. Hôm nay người mà chúng ta phải đối phó chính là Khải Hoàn chứ không phải nên ở nơi này nội chiến. Dụ Khôn nói, tạm thời tôi nể mặt mũi của tướng quân Mạc Khang, nếu không thì cậu sẽ biết được tôi với cậu chênh lệch có bao nhiêu xa. Tề Đằng Nhàn không dao động, nhưng Trần Ngư lại dùng tay nhỏ viết trong lòng bàn tay hắn một từ đơn kiêu. Rất rõ ràng đây là Trần Ngư muốn Tề Đằng Nhàn giết chết Dụ Khôn, dù sao việc cô tiếp xúc ngầm với Mạc Khang không thể để cho Trần Tiên Hà biết được. Nếu không thì tình cảnh của hai người ở Quang Dương sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại giữa Trần Ngư và Trần Tiên Hà còn chưa tới nông nỗi xé rách ra mặt với nhau nhưng muốn cho cô ta biết nếu Trần Ngư muốn động tới căn cơ của anh ta thì đừng trách anh ta phải động tới dao kéo. Dựa vào cái gì mà tôi phải nghe theo lời của cô nói? Tề Đằng Nhàn chậm rãi hỏi. Bởi vì tôi đào hoa nha. Trần Ngư đẩy mắt kính, cười nhẹ nói. Khóe miệng Tề Đằng Nhàn khẽ co giật. Nghe một chút xem đây là tiếng mà con người nên nói sao.
Trần Ngư lập tức nói, tôi gửi cho anh xem nhiều ảnh tự chụp như vậy đều coi là không khí hết cả sao. Gần đây tôi thấy có ai gọi là Valentino gì đấy đang rất hot, anh có muốn đi xem thử hay không? Tề Đằng Nhàn nói, người tên Dụ Khôn này nhất định phải chết, ai bảo vừa rồi ông ta mới đắc tội tôi chứ? Nhưng cái này chẳng có tí quan hệ gì với Valentino cả, chỉ đơn thuần là tôi không vừa mắt ông ta mà thôi. Trên mặt Trần Ngư hiện lên ý cười, nói tôi biết, anh là người đứng đắn như vậy, sao có thể thích xem chân được chứ? Tề Đằng Nhàn vỗ vỗ ngực nói, đó là đương nhiên. Mạc Khang quay đầu lại nói, mời hai vị đuổi kịp, có gì muốn nói thì chốc nữa lại nói sau. Mấy người phân biệt lần lượt leo lên xe Jeep, sau đó tài xế của Mạc Khang sẽ chở bọn họ tới địa bàn của Khải Hoàn. Đường xá ở Myanmar thật sự rất sóc này, so với đường xá ở nông thôn của Hoa Quốc còn không bằng, hơn nữa ở trên đường còn thường. Xuyên nhìn thấy mấy hố bom do đạn pháo oanh tạc khiến cho không thể không đi đường vòng. Tề Đằng Nhàn lắc lắc đầu, mấy đội quân phiệt này một đám đánh nhau tới người chết ta sống, hơn nữa còn dựa vào ma túy mà kiếm lời được không ít tiền mà ngay cả cơ sở xây dựng hạ tầng cũng không muốn tu bổ lại. Tề Đằng Nhàn thấy một người đàn ông quỳ rạp ở bên đường, phía sau có một chiến sĩ mặc quân phục của quân đội Mạc Khang đang dùng AK chĩa thẳng vào sau đầu của anh ta. Đoàng! Một tiếng súng vang lên. Người đàn ông đáng thương kia ngã xuống đất, dịch não lẫn óc bắn tung tóe khắp nơi. Sau đó chiến sĩ nổ súng kia còn cười lên ha hả dùng ngôn ngữ địa phương khoe khoang gì đó với các đồng bạn, bộ bộ nói một tràng rồi mấy đồng bạn cũng theo đó cười lên hạ hạ. Khó chịu trong mắt Tề Đằng Nhàn càng đậm thêm, loại chuyện lấy giết người làm trò vui này cũng không có gì đáng để khoe ra cả, đám cặn bã này hẳn nên sớm phải xuống địa ngục mới đúng. Mạc Khang quay đầu nhìn thoáng qua hai người rồi cười nói. Hai vị không cần để trong lòng, loại chuyện như này ở Myanmar tùy tiện chỗ nào cũng có thể nhìn thấy. Bọn người kia không nghe lời thì chỉ có thể tiễn bọn họ đi gặp Thượng Đế sớm một chút thôi. Nhưng Tề Đằng Nhàn lại nghĩ tìm thời gian rảnh nào đó đưa Mạc Khang đi gặp Thượng Đế. Không có gì đáng ngạc nhiên cả, loại chuyện này ở Nam Dương cũng có không ít. Trần Ngư diện vô biểu tình đáp. Có thể nhìn ra được là cô cũng đang cật lực che giấu vẻ không khỏe ở bản thân. Tuy rằng Tề Đằng Nhàn đánh người như cơm bữa, giết người như cắt cỏ nhưng cũng tuyệt đối không lạm sát vô tội, hơn nữa cũng sẽ không bởi. Vì giết chết một ai đó mà cảm thấy vui sướng. Vũ lực cường đại là dùng để bảo vệ bản thân mình và tự do chứ không phải là dùng để tìm niềm vui. Đối với quyền lực cũng như vậy. Có cảm giác hợp tác với người này rồi y như bảo hổ tự lột da xuống ấy. Trần Ngư cười cười đánh võ ngữ với Tề Đằng Nhàn. Tề Đằng Nhàn lại chỉ cảm thấy người phụ này cũng lập dị thật, có thể dùng thủ ngữ như vậy sao? Bởi vì cha hắn Tề Bất Ngữ không thể nói nên mới cất công đi học ngôn ngữ của người câm điếc, mà khiến hắn có chút không nói nên lời chính là Tề Bất Ngữ không cần phải biết cái gì mà tiêu chuẩn ngôn ngữ của người câm điếc hay mấy cái khoa tay múa chân của người mù. Thậm chí là ngay cả Tham Lang còn hiểu Tề Bất Ngữ muốn biểu đạt hay nói cái gì hơn cả người con trai là hắn hơn. Tề Đằng Nhàn đáp. Vốn dĩ chính là bảo hổ lột ra mà, tìm một cơ hội thích hợp sẽ trực tiếp chơi chết anh ta. Trần Ngư gật gật đầu. Chỉ là Mạc Khang cũng không dễ giết chết như vậy, dù sao thì từ nhỏ anh ta đã sinh hoạt ở một chỗ, đối với an toàn của bản thân tự nhiên là rất để ý. Vô luận là đi đến nơi nào thì Mạc Khang tùy thời đều sẽ mang theo mấy chục thủ hạ vác súng trường bên cạnh, chủ yếu là để tránh có người uy hiếp đến an toàn của chính mình. Cái thứ đồ tể này hẳn là rất nhanh sẽ tới đi. Cha tôi luôn muốn giải quyết lũ chuột quanh nằm ở trong nhà tù Udo, với ông ấy mà nói thì hẳn cũng không tính là việc gì khó. Thế lực của Khải Hoàn còn kém hơn một ít so với Mạc Khang, nhưng dù sao thì hai người cũng từng là thủ hạ làm việc chung dưới trướng một người, tướng lãnh thuộc hạ dưới trưởng hoặc ít hoặc nhiều cũng có chút giao tình, không nên đấu võ. Cho nên việc Khải Hoàn cắt đứt đường phát tài của Mạc Khang khiến Mạc Khang chỉ có thể chịu đựng, dùng một phương thức huyền chuyển khác tới để giải quyết sự việc. Sau khi Mạc Khang dẫn theo đám người Dụ Khôn, Trần Ngư và Tề Đằng Nhàn tới thì bên Khải Hoàn đã dọn xong lôi đài, một đám chiến sĩ đều vác súng trên vai, súng cũng đã được lên nòng sẵn sàng. Hoan nghênh tướng quân Mạc Khang. Các chiến sĩ thống nhất giống to một tiếng khiến Mạc Khang sợ tới mức phải giật mình một cái. Lúc này Khải Hoàn mới đi ra, người này là một người đàn ông trung niên vừa đen vừa gầy, hai bên quai hàm nhô xương có vẻ có hơi gầy ốm, đầy mặt lạnh nhạt nhìn Mạc Khang nói, sao rồi, tìm được người rồi.
Mạc Khang ha hả cười lạnh một tiếng, Khải Hoàn, tôi chỉ sợ là anh không dám đánh thôi. Chỗ này của tôi có hai đại cao thủ, có thể phân bại cao thấp được với anh đấy. Khải Hoàn khinh thường nói, anh thì có thể tìm được cái cao thủ gì chứ hả? À, không phải là người phụ nữ này đấy chứ. Hắn nói người phụ nữ, đương nhiên là chỉ Trần Ngư. Trần Ngư buông một tay xuống, nói tôi đây hai tay trói gà còn không chặt, lấy cái gì tới để đánh với ông chứ? Mạc Khang cười cười với Dụ Khôn và Tề Đằng Nhàn, nói, hai vị, hai người ai nguyện ý lên trước thử sức với tướng quân Khải Hoàn một lần đây? Cũng nên dạy cho tướng quân Khải Hoàn đây biết cái gì gọi là núi này cao còn có núi khác cao hơn a. Ánh mắt của Khải Hoàn qua lại đánh giá hai người rồi dừng lại lâu hơn một chút ở trên người của Dụ Khôn, bởi vì dung mạo của Tề Đằng Nhàn thật sự là quá không khiến cho người ta ấn tượng gì cả, nhìn qua không giống một cao thủ. Dụ Khôn cũng đang đánh giá Khải Hoàn, anh ta chỉ cảm thấy người này mặc dù thoạt nhìn tuy gầy yếu nhưng trong cơ thể lại mơ hồ toát ra một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Người tên Khải Hoàn này chuyên môn luyện lực gân cốt, là một cao thủ rất lợi hại. Trong lòng Dụ Khôn thầm nghĩ, như thế nào gọi là lực gân cốt? Lực gân cốt chính là người trời sinh ra đã có sẵn lực lượng. Lúc trẻ em mới sinh ra gần như không có gì gọi là lực lượng cơ bắp cả. Nhưng một khi bọn chúng bắt được thứ gì đó thì người khác rất khó để gỡ ngón tay của bọn chúng ra được, mà cỗ lực lượng đấy chính là thuộc về lực gân cốt. Chờ sau khi trẻ em lớn dần lên, cơ bắp bắt đầu trưởng thành, vận dụng càng nhiều thì cũng chính là lực lượng cơ bắp. Nội gia quyền chú trọng khai phá nhất chính là lực gân cốt, lực lượng cơ bắp, những thứ ngược lại chỉ là bước tiếp theo. Này cũng đúng là vì sao? Thời điểm ở xã hội hội cũ có rất nhiều tông sư quyền thuật thoạt nhìn mong manh yếu đuối nhưng trên thực tế vừa ra tay một cái là có được sức mạnh trẻ vàng nát đá. Tề Đằng Nhàn thoạt nhìn qua cũng không cường tráng nhưng một khi phát lực thì so với những đại lực sĩ đó còn đáng sợ hơn rất nhiều. Mà người tên Khải Hoàn Ơn Íp đã gầy như vậy rồi còn có thể được Mạc Khang đánh giá là cao thủ cực kỳ lợi hại thì không thể biết được là lực gân cốt kia đã luyện được tới trình độ nào. Mạc Khang là quân phiệt một phương. Lại có binh quyền như vậy, không lo không mời chào được cao thủ. Nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa thể so sánh được với Khải Hoàn thì có thể nghĩ được trình độ của hắn lợi. Hại bạo nhiêu. Trước khi biết rõ ràng thực lực và phương thức chiến đấu của đối phương thì tùy tiện giao thủ đối với mình mà nói chính là 10 phần bất lợi. Vậy để cái tên phế vật Tề Thiên gì kia thử trước xem. Trong lòng Dụ Khôn chớp lên một ý niệm, chuẩn bị áp trận để Tề Đằng Nhàn lên trước thăm dò xem đối thủ là người như thế nào. Khải Hoàn vẫy tay với Mạc Khang một cái, dẫn anh ta tới một sân thao luyện phía sau, sau đó Khải Hoàn đứng ở giữa sân vừa cởi áo khoác vừa bễ nghễ nhìn tứ phương nói ai muốn lên tìm chết trước đây. Dụ Khôn nói với Mạc Khang, vị Tề sư phó này không phải nói là so với tôi còn lợi hại hơn sao? Để hắn lên thử xem là được, xem thử xem hắn còn dám mạnh miệng như vậy hay không. Trần Ngư nhíu mày nói, dựa vào cái gì? Tề Đằng Nhàn lại duỗi tay ngăn cô lại. Không cho cô nói tiếp rồi cười lạnh nói, mặc kệ thế nào thì hôm nay anh ta cũng chết chắc rồi, không cần phải so đo với một người chết. Ở trong lòng hắn thì Dụ Khôn chính là một người đã chết, mặc kệ trận luận võ này có kết quả ra sao đi nữa thì hắn nhất định phải gạt đầu của Dụ Khôn xuống, miễn cho để ông ta trở về làm lộ ra bí mật. Tề Đằng Nhàn chậm rãi đi tới giữa sân thao luyện, bộ dáng bụng phệ nhìn qua rất buồn cười chọc tới một đám chiến sĩ đều bật cười lên ha hả. Buồn cười thật. Tìm một người mập mạp như vậy tới khiêu chiến tướng quân của chúng ta sao? Không sợ lát nữa hắn bị tướng quân của chúng ta đánh cho ra bã sao? Mạc Khang, anh không tìm ra được người nào nữa sao? Sao ai cũng có thể mang tới đây thật giả lẫn lộn thế? Khải Hoàn lại không có ý gì khác mà chỉ đánh giá trên dưới Tề Đằng Nhàn một lượt. Võ giả bụng phệ phần lớn đều là cao thủ luyện nội công rất tốt, nhìn. Những cổ tháp, đạo quan thần tượng kia mà xem. Trong đó có không ít người đều mang bộ dáng bụng phệ. Dụ Khôn híp mắt cẩn thận quan sát động tác của Khải Hoàn, ở trong mắt của ông ta thì Tề Đằng Nhàn chính là đồ không biết sống chết, hơn phân nửa là sẽ chết ở dưới độc thủ của Khải Hoàn. Đại danh của Khải Hoàn đã sớm vang vọng ở vùng Tam Giác Độc, thậm chí còn có người nói vũ lực cá nhân của hắn đã sớm siêu việt hơn cả tướng quân Nãi Tín lúc trước mà hắn đi theo. Đến đây đi! Khải Hoàn bình tĩnh nói, tôi không hỏi tên của cậu là vì nếu như cậu đã là người chết thì hỏi cũng không có tác dụng gì. Nếu cậu có thể thắng tôi thì có lẽ tôi sẽ bằng lòng nghe thử tên cậu một chút, thậm chí có thể uống với cậu một chén rượu.
Tề Đằng Nhàn nghe thấy lời này thì trên mặt hiện lên một tia ý cười, tuy rằng Khải Hoàn ngông cuồng nhưng lại có một cỗ hào khí ở bên trong. Hắn thích hào khí như vậy. Cho nên hắn hơi hơi ôm quyền, nói, mời. Ánh mắt của Khải Hoàn ngưng lại, sau khi ông ta triển khai quyền cước thì bước vọt lên một bước, tốc độ cực nhanh tựa như một tia chớp màu lục đậm. Chỉ trong một cái chớp mắt mà ông ta đã tới bên người Tề Đằng Nhàn, chân phải nhấc lên đá về hướng bên lườn hắn, rồi dẫm xuống hai chân nơi Tề Đằng Nhàn đang đứng, đầu gối nâng dậy hung hăng đánh thẳng xuống hạ bộ. Tốt lắm, không hổ danh là người đứng đầu một đội quân, công lực cao như vậy đều là luyện ra từ trong sinh tử, đi lên đã muốn mạng của mình. Trong lòng Tề Đằng Nhàn thầm nghĩ. Cùng lúc đó, tay phải của Khải Hoàn nhấc lên, tay nắm thành quyền, đốt xương của ngón trỏ nhô ra một khối tạo thành mắt phượng tiêm quyền đâm thẳng xuống yết hầu của Tề Đằng Nhàn. Mắt phượng tiêm quyền đánh xuống chính là một lực có khả năng xuyên thấu, một khi bị đánh trúng thì không chết cũng tàn phế, dù sao thì toàn bộ lực đạo cũng đều tập trung vào một khối đốt xương nhô lên kia. Nhưng hai chiêu này hạ xuống vẫn còn chưa đủ để Tề Đằng Nhàn hô lên câu lợi hại, mà lợi hại hơn chính là tay trái bắt kịp theo hạ xuống phản đòn, một khi bị nằm sẽ lập tức bị vặn gãy khớp xương. Loại người như Khải Hoàn này cả ngày lăn lê bò lết ở cửa sinh tử trong quân doanh, đấu pháp tự nhiên sẽ cực kỳ cay độc tàn nhẫn, vừa ra chiêu là muốn lấy mạng người, muốn để ông ta đánh ra chiêu thức đẹp thì ngược lại là làm khó cho ông ta. Hơn nữa, một bộ các chiêu thức liên tiếp của Khải Hoàn còn có một loạt biến hóa. Dụ Khôn đứng xem ở một bên kinh hãi, nếu chính mình đi lên gặp phải một chiêu kia của Khải Hoàn thì đúng thật là như bị xích sắt cầm chân, tiến không thể tiến, lùi không thể lùi. Một chiêu này đánh cho đối thủ trở tay không kịp, tiến thoái lưỡng nan. Khiến đối phương sinh ra do dự. Mà một khi do dự thì tất sẽ bại trận. Nhưng Tề Đằng Nhàn chỉ đứng tại chỗ mà không lùi bước nào, lệch một chút rồi quay một vòng, cắm đột nhiên cúi xuống rồi lui về. Bang! Nắm tay đánh xuống trực tiếp bị cắm và xương quai xanh của hắn kìm kẹp, mà khớp xương nhô lên kia cũng chỉ cách hít hầu hắn 2 cm nhưng cố tình không thể đánh tiếp vào được nữa. Chỉ là cũng may tay trái của Khải Hoàn bắt được tay phải của Tề Đằng Nhàn. Phát lực gân cốt một cái khiến gân xanh trên cánh tay vang lên, bộc phát ra lực đạo kinh người như muốn vặn gãy cổ tay của hắn. Xong rồi, trò chơi kết thúc, tay của hắn sẽ bị chặt đứt. Thoạt nhìn tuy Khải Hoàn gầy nhưng lực gân cốt rõ ràng đã luyện tới trình độ không giống bình thường, cho dù là sắt thép cũng có thể dễ dàng vặn gãy. Dụ Khôn đứng xem ở một bên liên tục cười lạnh ở trong lòng. Chỉ là toàn bộ tay của Tề Đằng Nhàn trong nháy mắt này tựa như bị thổi phồng mà sưng to lên, cánh tay vốn dĩ nhìn qua đã có chút mập mạp, ở thời điểm này càng mạnh đến mức giống như chân gấu. Gân xanh trên trán Khải Hoàn nảy lên kịch liệt, dùng hết sức lực cũng không thể vặn gãy được cổ tay của đối phương, thậm chí lực chấn động quay lại còn khiến ông ta suýt nữa rời tay. Khải Hoàn biết chính mình đây đã gặp phải cao thủ tuyệt đỉnh nên lập tức lùi chân phải ra sau, đứng trong tư thế lao tới rồi bất ngờ thả ra. Đồng thời chân trước lùi về muốn kẹp chặt chân của Tề Đằng Nhàn để phá vỡ thế thăng bằng của hắn. Cánh tay của Tề Đằng Nhàn run lên, toàn bộ cánh tay dường như biến thành trục của một khẩu súng lớn. Ngón tay của Khải Hoàn nháy mắt không thể duỗi ra được, khớp xương thậm chí còn run lên như có chút đau đớn. Ông ta không chút nghĩ ngợi duỗi cánh tay ra, thẳng tắp hướng ra ngoài. Ngay sau đó ông ta cũng phải cảm tạ bản thân mình đột nhiên nhanh trí gập khuỷu tay về va chạm quyền. Bởi vì băng quyền của Tề Đằng Nhàn đã lặng yên không một tiếng động tới trước người ông ta tự bao giờ, nếu không phải khuỷu tay của ông ta gập vào ngăn trở thì dây tiếp theo nhất định sẽ bị đánh bay ra ngoài. Người tên gọi họ Tề này đúng là cao thủ, so với mình hay Khải Hoàn. Còn phải lợi hại hơn gấp 10 lần, Dụ Khôn nhìn thấy một màn này thì mới hoàn toàn bừng tỉnh. Không được, sát tâm của tên này đối với mình rất nặng, mình phải chạy trốn trước mới được. Chờ khi thoát rồi lại liên lạc với Trần Tiên Sinh bày kế khác. Nghĩ xong xuôi đâu vào đấy rồi, cả người Dụ Khôn co lại, lặng yên không một tiếng động lui ra bên ngoài quân doanh. Lúc này mọi người đều đang chú ý tới tình chiến đấu giữa sân thao luyện, một đám đều tập trung tinh thần nhìn không chớp mắt nên căn bản không hề chú ý tới Dụ Khôn đang chạy trốn đào tẩu. Dụ Khôn cũng không dám đi ở đường lớn mà sau khi rời khỏi quân doanh thì lập tức chui vào trong rừng, chọn đường mòn để đi. Không dám dừng lại dù chỉ là một khắc. Lại nói sau khi Khải Hoàn ngăn được một quyền của Tề Đằng Nhàn kia thì lập tức muốn lùi về phía sau để điều chỉnh lại hơi thở rồi tiếp tục chiến đấu.
nhưng nào đâu có biết nắm tay của Tề Đảng Nhàn mở ra một chút hóa thành ưng chảo gắt gao chế trụ cánh tay của ông ta, sau đó từ dưới bụng truyền lên một tiếng ếch kêu to. Chỉ thấy hắn mở miệng phun ra một hơi, khẩu khí ngưng tụ thành một đoàn trắng xóa y như một nắm đấm, bang một cái đấm thẳng xuống mặt của Khải Hoàn. Nếu Tề Đằng Nhàn dùng toàn lực phun khí thì thậm chí có thể so với lực ảnh hưởng của một cao thủ khi ra chiêu Nghiêm Mộc Long, huống hồ gì còn là dùng toàn lực phun xuống mặt của Khải Hoàn. Khải Hoàn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, mũi đau xót, nước mắt ròng ròng chảy xuống. Nếu mũi bị đánh sẽ ảnh hưởng đến tuyến lệ. Tề Đằng Nhàn dùng một chiêu đẩy sơn trưởng dừng ở trên ngực của Khải Hoàn, chỉ là cũng không hề đánh tới mức gần chết mới thôi. Dù sao nơi này cũng là đại bản doanh của người ta, nếu đánh chết người thì dưới tình cảnh nhiều súng như vậy, hắn cũng rất khó có thể chạy thoát được ra ngoài. Khải Hoàn hét thảm một tiếng rồi bay ngược ra ngoài, văng lên cao 2 mét rồi bay ra xa khoảng 7-8 mét rồi phịch một tiếng ngã trên mặt đất, còn lăn liên tục vài vòng. Đáng chết, báo thù cho tướng quân. Một chiến sĩ giống giận nâng súng lên, mấy chiến sĩ ở bên cạnh hắn cũng phục hồi tinh thần lại trong nháy mắt. Một khẩu súng nâng lên, vừa muốn lên nòng thì thân ảnh của Tề Đảng Nhàn đã vọt tới trước mặt bọn họ. Trong lúc nhất thời hắn ra quyền đánh, chân đá, vai đâm, thân dựa, mông hích. Toàn thân các bộ phận trên dưới đều biến thành vũ khí để hắn công kích đối thủ, một phen khiến AK bay lên rồi rơi xuống mặt đất bên cạnh. Lúc này Khải Hoàn mới hồi thần lại ngồi dậy, họ khan liên tục nói, dừng tay, Tề sư phó đã hạ thủ lưu tình rồi. Những chiến sĩ còn lại chuẩn bị nâng súng lên đối phó với Tề Đảng Nhàn lúc này mới dừng tay lại. Mạc Khang cũng không khỏi lau đi một phen mồ hôi lạnh, này nếu như thật sự nổ súng sống chết với nhau thì bọn họ nhất định sẽ không có con đường sống. Dụ Khôn tiên sinh, anh đã nhìn thấy rõ rồi chứ? Người đâu rồi? Mạc Khang vừa quay đầu đã phát hiện không thấy Dụ Khôn đâu cả, sắc mặt lúc này tức khắc biến đổi. Hôm nay anh ta hẹn gặp mặt với Trần Ngư. Còn gọi cả Dụ Khôn tới tự nhiên là có tính toán của chính mình. Nếu Trần Ngư có thể giúp anh ta giải quyết được khốn cảnh trước mắt thì hợp tác với Trần Ngư không sao cả, nhưng nếu Trần Ngư không làm được thì sẽ tiếp tục hợp tác với Trần Tiên Hà, Dụ Khôn mang theo tin tức về cũng không sao. Không cần nóng nảy, tôi đi giết chết ông ta, Tề Đằng Nhàn quay đầu nhàn nhạt nói với Mạc Khang. Nói xong lời này, bước chân hắn động một chút, cột súng run lên, thân hình tựa như một con du long. Tạch 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 vài cái đã từ trong đám người xông ra ngoài. Mạc Khang sốt ruột nói, cậu đuổi theo ông ta bằng cách nào được. Trên người ông ta cũng không có GPS định vị. Thanh âm của Tề Đằng Nhàn từ xa xa truyền về, tôi muốn giết ông ta thì ông ta có chạy tới chân trời góc bể cũng không trốn thoát được. Chấm than. Tướng quân Khải Hoàn, mời ông chuẩn bị tốt rượu ngon, một chốc nữa tôi muốn uống. Khải Hoàn cũng là một hào kiệt đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Gật gật đầu nói, được, tôi đây sẽ chuẩn bị rượu ngon thật tốt, chờ cậu quay đầu trở về nhắm rượu. Sau khi Tề Đằng Nhàn đuổi theo ra khỏi quân doanh thì bước chân căn bản không ngừng, tốc độ truy kích cực kỳ nhanh, hơn nữa Lộ Tuyết Sở Hành đúng là con đường lúc trước Dụ Khôn chạy trốn. Giác quan thứ 6 của hắn phát tán cường đại, có một loại dự cảm vận mệnh chủ định, loại cảm giác này tập trung vào Dụ Khôn đang ở giữa rừng núi đi vội. Dụ Khôn chạy được mười mấy km rồi thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, thầm nghĩ, mình chạy vào núi sâu rừng già, trừ khi dẫn theo quân khuyển tới truy kích, còn không thì đừng mong tìm thấy mình. Chỉ là cho dù có dùng tới quân khuyển thì tốc độ lùng bắt cũng quá chậm, căn bản không thể theo kịp được sức của đôi bàn chân mình. Trên mặt ông ta hiện lên một tia đắc ý, sau đó lại lẩm bẩm nói, không nghĩ tới ở bên người của Trần Đại Tiểu Thư này lại có một đại cao thủ như vậy. Hơn nữa quả nhiên là tà tâm của cô ta không chết, thế mà dám tiếp xúc ngầm với Mạc Khang. Dụ Khôn thở hổn hển một hơi, cảm thấy chính mình đã an toàn rồi thì cước bộ cũng chậm đi một chút. Ông ta lại đi tiếp được khoảng 1 km nữa thì bước chân đột ngột dừng lại, cả người ngốc lăng tại chỗ. Bởi vì, ở trên thân cây đại thụ phía trước kia chính là Tề Đằng Nhàn đang nhàn nhã ngồi chờ. Hai chân Tề Đằng Nhàn lắc lư qua lại, cười nói, tôi chờ ông lâu lắm rồi. Sao ông lại đi chậm như vậy chứ? Đáng chết, rốt cuộc thì mày là ai? Dụ Khôn sờn tóc gáy, cảm giác được một ít không thích hợp. Tề Đằng Nhàn duỗi tay nhéo nhéo gương mặt mình, xương cốt di động, khí huyết dịch chuyển, sau một lát lộ ra bộ mặt thật của mình. Sau khi nhìn thấy gương mặt này, Dụ Khôn tức khắc cả kinh nói, mày là Tề Đằng Nhàn.
là người phản quốc đã giết chết Tạ Cuồng Long. Tề Đẳng Nhàn nhảy từ trên cây xuống, bình tĩnh nói, được rồi, hiện tại tôi sẽ cho ông biết, cao thủ như tôi đây rốt cuộc so với ông cao hơn ở điểm nào. Dụ Khôn không nói hai lời quay đầu lập tức chạy. Nhưng ông ta mới vừa chạy được hai ba bước đã cảm giác được sau gáy truyền tới cảm giác lạnh căm. Trong lòng ông ta chỉ có khiếp sợ, tốc độ thân pháp của Tề Đẳng Nhàn rốt cuộc đã tới cảnh giới khủng bố như nào rồi. Chính mình vừa mới chạy được ba bước mà hắn đã đuổi kịp sát phía sau mình rồi sao? Dụ Khôn chỉ có thể đột nhiên xoay người tiếp một chiêu diêu thân mã, theo đó đánh ra ngoài một quyền pháp ngăn cản bàn tay to đang chộp tới của Tề Đẳng Nhàn. Thả cho tôi một con đường sống được không? Dụ Khôn trầm giọng nói, thả cho tôi một con ngựa, tôi tuyệt đối sẽ không đối nghịch với cậu. Tề Đẳng Nhàn cười nói, cái đó thì không được, ông đã thấy Trần Ngư tiếp xúc ngầm với Mạc Khang, lại còn biết được bí mật của tôi nữa. Cho nên, ông nhất định phải chết. Ai sống ai chết còn chưa biết chắc được. Dụ Khôn thấy Tề Đẳng Nhàn không chịu buông tha thì giống to một tiếng, dẫn đầu ra tay trước, duỗi tay liên tục đổ ập các chiêu thức xuống. Trong mắt Tề Đẳng Nhàn hiện lên tia lạnh lẽo, nhàn nhạt nói, hôm nay tôi sẽ cho ông biết cái gì gọi là chênh lệch giữa người và thần. Lời này vừa nói xong, hắn trở tay chính là một chiêu dọn cản đấm. Thế công của Dụ Khôn chịu cản trở, vừa định ra chiêu khác thì nắm đấm của Tề Đẳng Nhàn cũng đã đuổi tới. Ông ta chặn lại mà chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể chấn động, cả người không chịu khống chế mà lui về sau vài bước. Bước chân Tề Đẳng Nhàn đuổi sát theo, đi lên chính là một chiêu thượng bước phiết thân đấm, ra chiêu toàn bộ đều là các chiêu trong Thái Cực Quyền. Dụ Khôn lại lui, chân trái của Tề Đẳng Nhàn bước lên, bước thành hình vòng cung, một chiêu dương cung bắn hổ lại đánh ra ngoài. Chiêu thức của hắn đơn giản trong sáng nhưng mỗi một quyền đánh ra đều vang động đất trời, có uy thế cực kỳ khủng bố. Nếu chỉ ở một bên quan sát thì chỉ sợ sẽ không thể nào cảm nhận được lực độ đả kích tới khủng bố này. Nhưng khi chân chính giao thủ rồi mới có thể cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng dưới quyền kình và quyền ý này, thật sự giống như chính mình là phàm nhân lại có ý nghĩ muốn lay động thần linh trên trời vậy. Mới tiếp có ba chiêu mà Dụ Khôn đã có cảm giác cả tinh thần lẫn thể xác đều rất mệt mỏi, lực bất tòng tâm, hoảng hốt không chịu được, lá gan cũng bị đánh tới mức tê dần. Tề Đẳng Nhàn lại dùng toàn lực bùng nổ thể năng tốc chiến tốc thắng, dưới quyền kình như vậy ở trên đời không có được mấy người có thể trụ vững. A! À. Dụ Khôn tuyệt vọng giống to một tiếng muốn kéo theo Tề Đẳng Nhàn đồng quy vu tận. Nhưng mà cả người của Tề Đẳng Nhàn lại ngay lúc này đột ngột lùn xuống, nửa ngồi xổm sau đó tay phải rũ xuống đất, bỗng nhiên tung ra một chiêu trùng thiên pháo vững chắc rơi xuống trên cằm của Dụ Khôn. So với lão vượn quải ấn của bát quải trưởng thì chiêu trùng thiên pháo này bạo lực hơn rất nhiều. Một quyền rơi xuống khiến toàn bộ xương cốt ở cằm của Dụ Khôn vỡ vụn, hàm răng cả miệng rời rụng, hàm dưới hoàn toàn biến dạng giống như bị xe cán qua vậy. Hai chân của ông ta cách mặt đất dựng lên, cả người bay lên không. Tề Đẳng Nhàn giơ cao chân đá một cái, sau lưng cũng va chạm với ngực của ông ta, chỉ nghe phịch một tiếng. Cả người Dụ Khôn đang ở trên không trung bị đạp thẳng xuống dưới, sau lưng đập thật mạnh xuống đất. Khó trách Hoa Quốc lại liệt hắn vào diện tội phạm truy nã cấp độ SSS. Trong đầu Dụ Khôn chỉ kịp hiện lên một câu như vậy, đôi mắt vừa lật một cái đã lập tức chết. Tề Đẳng Nhàn tiện tay gạt luôn đầu của ông ta xuống, cởi quần áo của ông ra bọc vào rồi treo ở trên đai lưng của mình, xương cốt trên mặt dịch chuyển một chút. Không lâu sau đó lại biến trở về thành bộ dáng mập mạp phúc hậu bụ bấm vô hại. Mạc Khang ở nơi này của Khải Hoàn chờ đến lòng nóng như lửa đốt mà Khải Hoàn lại đã dọn xong rượu ngon, chuẩn bị uống với Tề Đẳng Nhàn một chầu thật tốt. Cuối cùng thì Mạc Khang cũng nhìn thấy được thân ảnh của Tề Đẳng Nhàn, còn nhìn thấy cả bên eo hắn treo một cái túi gì đó, trong túi đang có máu tươi nhỏ giọt xuống đất. Đi đến gần đó rồi Tề Đẳng Nhàn mới tiện tay ném cái túi một cái. Lăn đến dưới chân của Mạc Khang, đầu túi lỏng ra, một cái đầu người chảy máu đầm đìa lập tức rơi ra. T, lợi hại, Mạc Khang hít ngược vào một hơi khí lạnh giơ ngón tay cái lên nói với Tề Đẳng Nhàn. Khải Hoàn nhìn thoáng qua đầu người rồi nói với Tề Đẳng Nhàn, Tề sư phó, rượu đã chuẩn bị xong rồi, mau tới đây uống rượu. Tề Đẳng Nhàn cười ha hả nói, được, trước tới uống ba chén lớn. Nói xong lời này hắn bưng chén lớn lên uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy hết sức sảng khoái.
Mạc Khang ho khan một tiếng nói, Khải Hoàn, anh đã bại bởi cao thủ tôi mời đến rồi, dựa theo ước định, anh không thể cắt đứt đường tài lộc của tôi. Khải Hoàn hừ lạnh một tiếng nói, tuy rằng tôi khinh thường việc làm của anh nhưng Khải Hoàn tôi nói được thì làm được. Đường, cho anh đi qua, việc thì do anh tự làm. Loại chuyện thương thiên hại lý này nếu làm lâu thì sớm hay muộn gì ông trời cũng sẽ xuống thu thập anh. Mạc Khang lại cười ha ha nói, tôi có tiền có súng có đạn, cho dù là ông trời tới thì cũng sẽ bị tôi oanh tạc thành thủng ba lỗ. Khải Hoàn căn bản nói không lại loại người trơ trẽn như Mạc Khang, chỉ lạnh nhạt nói, nếu tướng quân nãi tín biết anh làm việc không có điểm mấu chốt như vậy thì nhất định sẽ tự mình ra tay gặt cái đầu này của anh xuống. Tướng quân nãi tín đã là quá khứ rồi, bây giờ liệu có bao nhiêu người còn nhớ rõ ngài ấy đây? Mạc Khang không cho là đúng nói. Tề Đẳng Nhàn lại nói với Khải Hoàn, tướng quân Khải Hoàn làm người hào sảng, tuy rằng chúng ta bất đồng trận doanh nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới chuyện kết giao bạn bè. Tới, làm. Công lực của Tề sư phó kinh người, tôi rất bội phục, chỉ là một thân vũ lực như vậy không nên dùng vào việc sai trái. Khải Hoàn nói, giơ chén uống một hơi cạn sạch. Mạc Khang thấy hai người này vừa rồi còn chiến đấu sống chết, hiện tại lại ngồi chung bàn uống chén rượu thì có hơi khó hiểu. Đồng dạng cũng có chút khó chịu. Loại dũng cảm vô nhân chi gian này tự nhiên là không thể khiến cho người ngoài dễ dàng lý giải được như vậy. Tề Đẳng Nhàn uống liên tiếp mấy bát rượu lớn xuống bụng, cảm thấy cả người thoải mái ra không ít thì mới nói, hôm nay có thể quen biết được một người tài ba như tướng quân Khải Hoàn đây thật sự là vinh hạnh của tôi. Hôm nào khác tôi sẽ làm chủ mời tướng quân Khải Hoàn uống thêm chầu nữa. Khải Hoàn gật gật đầu nói, được được được. Hy vọng về sau chúng ta vẫn còn cơ hội giúp đỡ lẫn nhau. Mạc Khang nhàn nhạt nói, giám đốc Tề, chúng ta phải đi rồi. Tề Đẳng Nhàn tất nhiên là nhìn ra được Mạc Khang đang bất mãn, cười đứng dậy dẫn theo Trần Ngư đi theo Mạc Khang rời đi. Khải Hoàn nhìn thoáng qua đầu người trên mặt đất thì thở dài, thời điểm còn Tam Quốc, quan vân trường ôn rượu thưởng hoa cùng lắm cũng chỉ có như thế này đi. Hắn đương nhiên biết loại cao thủ như Dụ Khôn này cước bộ nhanh như nào, nhưng Tề Đẳng Nhàn cố tình có thể đuổi kịp, càng khủng bố hơn chính là còn có thể tìm được người. Phải biết rằng vùng rừng rậm nguyên thủy ở vùng tam giác độc này nếu một người dốc lòng trốn tránh thì rất khó có thể tìm được. Nhưng Tề Đẳng Nhàn cố tình đuổi theo, hơn nữa còn tìm được người, còn đánh chết người ta, đầu cũng gặt xuống, thật sự có chút khủng bố. Cũng không biết được là người này có lai lịch gì. Mạc Khang có thể tìm được cao thủ như vậy giúp đỡ anh ta. Khải Hoàn âm thầm thở dài, hay là quốc gia này cũng chỉ có như vậy thôi sao? Ngay cả tướng quân nãi tín kiêu hùng hào kiệt như vậy cũng sẽ nản lòng thoái chí sao? Ngồi trên xe quay về, Trần Ngư nói, tướng quân Mạc Khang, Dụ Khôn đã chết, sự việc cũng đã giúp anh giải quyết xong, giữa chúng ta đã có thể bắt đầu hợp tác rồi đúng không? Mạc Khang cười to nói, Trần Tiểu Thư, đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Lần này mọi người giúp tôi việc lớn như vậy, Mạc Khang tôi vô cùng cảm kích, về sau có chuyện gì cần tôi giúp đỡ thì vượt lửa qua sông cũng sẽ không chối từ. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn và Trần Ngư lại khinh thường, tên quân phiệt này miệng mồm toàn lời nói dối, đầy mình tính kế, trên thế giới này sao có thể có người có thể khiến anh ta cam nguyện vượt lửa băng sông được. Kế tiếp chính là phân đoạn Trần Ngư và Mạc Khang có kè mặc cả. Đối với những việc này Tề Đẳng Nhàn chả có tí gì gọi là hứng thú cả. Hắn chỉ nghĩ là hôm nay đã trải qua hai trận chiến cũng có ý tứ, chỉ là trợ lý Dương không ở bên cạnh mình, còn phải tự mình đi viết chiến thuật thực chiến, thật là phiền toái hết mức. Trong lòng hắn nhớ tới Lý Vân Uyển và Dương Quan Quan, đương nhiên còn có cả tiểu thư Eva kia nữa. Nhưng mà hắn không thể liên lạc với các cô trong thời điểm này được, càng không thể đi gặp mặt các cô. Nếu không ngược lại sẽ làm hại tới các cô. Người phụ nữ Trần Ngư này quá không đạo nghĩa rồi, để cô ta đi theo tới Myanmar thì mình sẽ nhanh chóng trở thành tay sai của cô ta mất thôi. Tề Đẳng Nhàn liếc mắt nhìn Trần Ngư một cái, cảm thấy địa vị của mình đang giảm xuống đến lợi hại thì cực kỳ khó chịu. Đối với ý tưởng trở thành tay sai của Trần Ngư khiến Tề Đẳng Nhàn ít nhiều gì cũng có chút khó chịu. Chỉ là sau khi trở về trang viên của Trần Ngư rồi, thấy cô thay một bộ váy ngắn cao bồi phối thêm một kiện áo ngắn làm lộ ra eo thon kia thì Tề Đẳng Nhàn chỉ cảm thấy một chút khó chịu đó bay đi đâu hết. Vòng eo kia, mẹ kiếp, quả thực là so với đường cong của yêu đao còn khoa trương hơn.
Mẹ kiếp, có phải là cô cố ý hay không hả? Chưa được tôi đồng ý đã tính kế tôi, sau khi về lại dùng sắc đẹp tới hối lộ tôi. Tề Đẳng Nhàn khó chịu nói. Không có mà, tôi hối lộ anh chỗ nào chứ? Chúng ta không phải là bạn tốt sao? Giúp bạn tốt một chút thì có thể được gọi là tính kế sao? Trần Ngư không biết xấu hổ cười nói. Trong mũi Tề Đẳng Nhàn phun ra một tiếng kêu rên thật to. Trần Ngư lại khẽ cười nói, không bằng anh đừng trở về Hoa Quốc nữa, ở Nam Dương làm việc với tôi đi được không? Tôi bảo đảm anh ở Nam Dương cũng có thể có được tất cả những gì mà anh muốn. Tề Đẳng Nhàn nhíu nhíu mày. Trần Ngư nghiêm túc nói, tôi nói thật đấy, dựa vào năng lực của anh thì có thể làm ra được một phen sự nghiệp lớn luôn. Liên thủ với tôi xây dựng Nam Dương cho tốt, có được không? Đến lúc đó anh cũng có thể dựa vào sức ảnh hưởng của chính mình ở Nam Dương mà đàm phán với Hoa Quốc. Đột nhiên hứng thú của Tề Đẳng Nhàn dã rời nói, cô mau tỉnh lại đi, đừng có vẽ một cái bánh nướng lớn ra trước mặt tôi nữa. Hôm nay cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi trước đi. Nói xong lời này, hắn vừa đi vừa ngáp trở về phòng. Trần Ngư bất đắc dĩ cười cười buông tay, đối diện với gương nói, wow, cũng khá xinh đẹp nha, chính mình nhìn cũng muốn chảy nước miếng. Cũng không biết vì sao sau khi cô đề cập tới chuyện này thì Tề Đẳng Nhàn chỉ cảm thấy xem cô khoác áo choàng cũng không còn thú vị nữa. Ngủ đến nửa đêm, Tề Đẳng Nhàn mở to hai mắt, sau đó mở cửa sổ trực tiếp nhảy xuống sân viện. Một thân ảnh bụ bấm xuất hiện ở trước mặt hắn, há mồm là lộ ra một hàm răng trắng muốt, chẳng sợ dù đang ở trong bóng tối thì hàm răng này cũng có hơi sáng mắt. Nhị đương gia, người tới đúng là đồ tể mới từ nhà tù U Đô ra ngoài. Hóa ra là ông à, tôi còn tưởng là ai chứ, mang theo cả một người nặng mùi máu tươi như vậy. Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy đồ tể thì nhẹ nhàng thở ra một hơi nói. Đồ tể cười nói, không phải nhị đương gia ngài bảo tôi tới đây sao? Tề Đẳng Nhàn nói, là tôi gọi ông tới, hiện giờ hai tên cấp dưới lúc trước của ông đều rất có tiền đồ đấy. Một người tên Mạc Khang, một người gọi Khải Hoàn, sau khi ông đi thì đều tự lập môn hộ, địa bàn cũng không nhỏ đâu. Đồ tể nghe xong thì hơi nhíu mày lại nói, hiện giờ mặt mũi của tôi cũng không nhất định có thể sử dụng được, dù sao thì đời vua nào đời thần nấy. Rời khỏi vùng tam giác độc này đã ngần ấy năm, thanh danh cũng đã phai nhạt rồi mới đúng. Tề Đẳng Nhàn vỗ vỗ bả vai của ông ta, nói, ông quá xem thường thanh danh của bản thân mình rồi. Đồ tể thở dài nói, vốn dĩ tôi không định tới đâu nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy đời này nếu cứ như vậy mà chết già ở trong nhà tù U Đô thì ít nhiều gì lại có chút không cam lòng. Vậy chúng ta ra tay từ Quang Dương bên này đi, thay đổi bước đầu tiên này dựa vào nó vậy. Tề Đẳng Nhàn ha hả cười nói với đồ tể. Được, đồ tể nghiêm túc gật đầu. Tề Đẳng Nhàn dẫn đồ tể vào phòng nghỉ ngơi rồi sáng sớm hôm sau lại dậy đánh quyền luyện công. Đồ tể cũng gia nhập luyện cùng, lại còn được Tề Đẳng Nhàn chỉ điểm cho một ít. Đại đương gia mới ra tay khai đao một chút mà đã làm thịt hơn 20 người rồi, mẹ nó chẳng khác nào đang giết gà cả, tôi nhìn mà ra đầu cũng phải tê dại. Đồ tể nói lung tung với Tề Đẳng Nhàn một số việc Tề Bất Ngữ giết người này nọ. Cha tôi một khi đã ra tay thì đó đúng thật là ai cũng không thể ngăn cản được. Tề Đẳng Nhàn nghe xong nhưng lại một chút cũng không cảm thấy đó có gì là ngoài ý muốn, ngược lại rất bình tĩnh nói tiếp. Mới trò chuyện được một lát thì Trần Ngư đã từ trong phòng bước ra, nhìn cách trang điểm khiến đôi mắt của đồ tể thiếu chút nữa rơi từ trong hốc mắt ra ngoài. Chỉ thấy Trần Ngư mặc một bộ sườn xám đỏ sậm, vạt váy xẻ lên đến tận đùi, thân trên bó sát vào người phác họa rõ nét dáng người đầy đặn. Bộ trang phục này có thể nói là phụ trợ giúp cô phô bày ra toàn bộ khí chất và dáng người của mình. Có thể nói luôn được là có thể đè bẹp những siêu mẫu ngoài kia trong vòng một giây cũng không thành vấn đề. Mái tóc dài màu hạt dẻ xõa tung hơi rối, gọng kính ưu nhã trí thức lại có vẻ cực kỳ xứng với một thân sườn xám, quả thực là không cho người phụ nữ khác bất luận đường sống nào. Ô, hôm nay cô không giả dạng xấu xí nữa hả? Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy Trần Ngư vẫn chưa cố tình hóa trang thì ngạc nhiên hỏi. Không có cô gái nào thích bản thân mình xấu xí cả đúng không? Ừm, vị này hẳn là người bạn đồ tể kia mà anh đã nói đi. Ánh mắt của Trần Ngư xẹt qua đồ tể bụ bẫm ở một bên, hỏi. Đồ tể nghiêm túc nói, chúc cô buổi sáng tốt lành, Trần Tiểu Thư.
Trần Ngư và Đồ Tể đã từng chạm mặt nhau ở trong buổi triển lãm ô tô của Lư Thị ở thành phố Tây Hà, khi đó cô ta vừa bước ra cũng đã khiến toàn trường kinh diễm một trận. Chẳng qua là một thân trang phục ngày hôm nay càng thêm đăng phong tạo cực. Trần Ngư cười cười nói, tiếp theo chúng tôi muốn mở rộng quy mô làm việc ở Quang Dương bên này, còn phải nhờ Đồ Tể tướng quân ngài giúp đỡ nhiều hơn. Đồ Tể lắc đầu nói, Trần Tiểu Thư cô khách khí quá rồi, không có tôi trợ giúp thì chỉ cần dựa vào năng lực của cô cũng có thể làm được rất nhiều chuyện. Tề Đẳng Nhàn đánh giá hai mắt của Trần Ngư một lúc rồi hỏi, hôm nay muốn ngả bài với Trần Thiên Hà sao? Trần Ngư hơi gật gật đầu nói, tin tức dụ khôn chết sẽ không giấu được lâu, tôi với Mạc Khang có bàn bạc qua một chút, trước tiên thu thập ông ta đã rồi tính tiếp. Dù sao thì giữ ông ta lại cũng là một nhân tố không ổn định. Tề Đẳng Nhàn như suy tư gì đó mà đáp, được rồi. Đồ Tể, ông ở nhà chờ tin tức, hiện giờ còn chưa tới thời điểm cần ông ra mặt. Hoặc là tôi cảm thấy ông có thể tiếp xúc với cấp dưới trước kia của mình một chút, người này tương đối chính trực, hẳn là sẽ nguyện ý nghe ông nói. Đồ Tể nghĩ nghĩ rồi nói, Khải Hoàn A, tên đó đúng thật là có hơi cảm tính một chút, vậy để tôi liên lạc với cậu ấy một chút cũng được. Đồ Tể biết lần này bản thân mình từ trong nhà tù U Đô bước ra ngoài hơn phân nửa là có thể làm lên được một trận sự nghiệp thành danh, dù sao thì lần này có Tề Đẳng Nhàn tương trợ, hơn nữa ở bên người Tề Đẳng Nhàn còn có một thế lực to lớn như Nam Dương Trần Thị nữa. Tề Đẳng Nhàn và Trần Ngư lên xe rời khỏi nhà. Sao anh giống như kiểu một chút cũng hề bị tôi làm cho kinh diễm là thế nào? Trần Ngư dựa vào ghế trên xe gác đôi chân dài trắng nõn, mỉm cười hỏi. Xem nhiều thì tự khắc sẽ chán thôi, chỉ có vậy. Tề Đẳng Nhàn hừ lạnh nói. Huống hồ gì, đôi mắt no chết hay trứng đói chết thì có chỗ tốt gì đối với tôi đâu. Trần Ngư phốc một tiếng bật cười, cảm thấy cái người tên Tề Đẳng Nhàn này có ý tứ thật đấy, thường thường đều có thể nghe thấy từ trong miệng hắn thốt ra vài câu danh ngôn kinh điển. Không lâu sau đó hai người đã tới trước cổng dinh thự của Trần Thiên Hà. Mạc Khang đã tới trước đó rồi. Đang uống trà với Trần Thiên Hà ở trong sân, đi theo Mạc Khang dĩ nhiên là mấy chục chiến sĩ dắt súng bên hông, cái tên này đối với cái mạng nhỏ của mình thì lại phá lệ cẩn thận. Tề Đẳng Nhàn chỉ thắc mắc không biết là tên này khi đi vệ sinh có phải cũng phải sắp xếp bốn người đứng gác ở cửa hay không. Trần Ngư vừa bước chân vào sân đã hấp dẫn vô số ánh mắt của đàn ông có mặt ở đây, sẽ không có bất kỳ người đàn ông nào có thể không khuynh đảo vì một nữ thần như vậy được. Hóa ra lời đồn đại tiểu thư của Trần Gia Quốc sắc thiên tư cũng không phải giả a. Mạc Khang cũng sửng sốt một chút, sau đó tham lam đánh giá dáng người của Trần Ngư. Những năm gần đây anh ta chỉ để ý tới quyền và tiền, nhưng hôm nay cái dã tâm này của anh ta cũng không nhịn được vì sắc đẹp của Trần Ngư mà bị mê hoặc. Trần Thiên Hà cười nói, cháu gái, cháu tới rồi sao? Hôm qua ta đã nói với cháu rồi đấy. Mỏ khoáng thạch bị lực lượng võ trang ở địa phương chiếm giữ kia ta sẽ xử lý nhanh chóng thôi, chỉ cần dùng tiền đúng chỗ thì cháu cũng không cần phải lo lắng quá đâu. Trần Ngư cực kỳ ưu nhã ngồi xuống ghế, nhìn Trần Thiên Hà rồi cười nói, chú nhỏ, tốc độ chú xử lý việc này cũng quá chậm rồi đó. Trang sức Trần thì chúng ta đang rất cần có nguồn đá thô mới đấy. Trần Thiên Hà nói, cháu cũng biết mà cháu gái. Ở loại địa phương như tam giác độc này không có tiền thì chẳng làm ăn được gì cả. Nếu như cháu sốt ruột thì tự bỏ tiền túi của chính mình ra giải quyết vấn đề đi. Trần Ngư hỏi, chú muốn nhiều hay ít? Đội quân phiệt kia há mồm công phu sư tử ngoạm thật đấy, mở miệng là muốn 5.000 vạn USD. Trần Thiên Hà nói. Hiểu rồi, vậy tôi đây sẽ bỏ ra 5.000 vạn USD đó để mua cái đầu của chú nhỏ vậy. Trần Ngư híp mắt. Sắc mặt lạnh lùng trầm giọng nói. Trần Thiên Hà nghe thấy lời này sửng sốt, sau đó lạnh giọng nói, Trần Ngư, cháu đang nói đùa với ta đấy sao, hay là đang uy hiếp ta vậy? Trần Ngư lạnh lùng nói, Trần Thiên Hà, Trần gia thả ông tới Myanmar để làm việc, cho ông cả tiền lẫn quyền, lót đường cho ông cũng không phải để ông quay đầu ngáng chân ngược lại Trần gia. Có được chỗ tốt thì lại muốn làm phản, học bạch lãng nhan tự lập môn hộ. Hiện tại tôi cho ông một cơ hội, ngoan ngoãn quỳ xuống, sau đó tự mình lăn về Nam Dương thì còn có thể giữ được cái mạng chó này của ông. Nếu không thì hôm nay tôi nhất định sẽ gặt cái đầu này của ông xuống. Ánh mắt của Trần Thiên Hà rét lạnh,
cười nói, cháu gái, cháu đây là vẫn chưa rõ ràng tình huống hiện tại sao? Muốn Myanmar trở thành một Nam Dương thứ hai, thật sự cho rằng tên tuổi của Trần gia ở nơi này cũng có ích như vậy hay sao? Tề Đẳng Nhàn bĩu môi, nhìn thấy một màn huyết mạch tương tàn này khiến hắn có chút cảm khái. Tướng quân Mạc Khang, người phụ nữ điên này tôi giao cho anh, giữ chặt lấy cô ta có thể đổi được không ít tiền từ Trần gia đấy. Trần Thiên Hà quay đầu cười nói với Mạc Khang. Nhưng Mạc Khang lại ngồi ở nguyên chỗ không dao động. Trần Thiên Hà sửng sốt, sau đó sắc mặt có chút thay đổi, trầm giọng hỏi, Mạc Khang, ý của anh là gì đây? Trần Ngư lập tức nhàn nhạt nói, ông cảm thấy thứ ông có thể cho tướng quân Mạc Khang thì Trần gia chúng tôi không cho được sao? Nhưng thứ mà Trần gia chúng tôi có thể cho thì Trần Thiên Hà ông nhất định không đưa ra được. Mạc Khang, mẹ nó anh bán đứng tôi. Mấy năm nay thế lực của anh bành trướng được như vậy không thiếu tiền của tôi đổ vào, anh dám vong ân phụ nghĩa. Trần Thiên Hà ý thức được có việc không thích hợp thì lập tức quay đầu nghiến răng nghiến lợi nhìn Mạc Khang hỏi. Mạc Khang lại lắc lắc đầu nói, bán đứng. Cái này không thể tính là bán đứng được, tôi chỉ là lựa chọn một đồng bọn ưu tú khác để hợp tác mà thôi. Trần Tiểu Thư nói không sai, thứ Trần gia có thể cho tôi, ông chưa chắc đã có thể cho tôi được. Sắc mặt của Trần Thiên Hà âm trầm, còn muốn nói gì nữa thì lại thấy không biết từ khí nào mà trong tay Trần Ngư đã có nhiều thêm một khẩu Glock 17, mà họng súng tối om kia lại đang chĩa vào đầu mình. Vừa rồi cho ông đường sống chính ông không muốn đi thì cũng đừng trách tôi. Trần Ngư đạm nhiên nói. Từ từ, Trần Thiên Hà kinh hô. Ngón tay của cô vừa động, cánh tay ổn định. Súng vang, nổ đầu. Từ phía sau đầu của Trần Thiên Hà. Tia máu văng khắp nơi, cả người bởi vì lực chấn động của viên đạn mà suýt chút nữa ngã từ trên ghế xuống. Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy một màn này thì cảm thán, quả nhiên là khoảng cách tạo nên vẻ đẹp a. Cứ cho là việc Trần Ngư dùng một súng bắn chết Trần Thiên Hà cực kỳ mạnh mẽ nhưng Tề Đẳng Nhàn lại không nhấc dậy nổi một chút thưởng thức nào. Cũng khó trách lúc trước khi mà Trần Ngư chạm mặt hắn ở Nam Dương lại nói những lời như vậy. Hóa ra đều chỉ là cho hắn một liều thuốc dự phòng trước mà thôi. Mạc Khang thở dài nói, Trần Tiểu Thư quả là quyết đoán sắc bén, so với mấy người đàn ông chúng tôi còn quyết đoán nhiều hơn. Trần Ngư nhàn nhạt nói, khi mà ông ta quyết định làm Bạch Lãng Nhan phản bội Trần gia chúng tôi, lại không nghe lời thì giữ ông ta để làm gì đâu. Tướng quân Mạc Khang, anh nói xem có phải hay không. Mạc Khang ha ha cười nói, đúng đúng đúng, chính là đạo lý này. Tiếng súng ở đây đương nhiên cũng kinh động tới thuộc hạ của Trần Thiên Hà, chỉ là thuộc hạ của Mạc Khang người nhiều súng cũng nhiều, lập tức không chế được những người này. Những người này bị bắt tập trung đứng song song ở trong sân, không có một ai dám có hành động thiếu suy nghĩ. Một đám đều dùng ánh mắt không thể tin được nhìn chằm chằm vào thi thể của Trần Thiên Hà, kinh ngạc khi ông ta đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, hơn nữa còn là bị giết ở trước mặt Mạc Khang. Trần Ngư nhìn mọi người. Bình tĩnh nói, tôi là Trần Ngư, mấy người hẳn là đã từng nghe qua tên của tôi rồi. Trần Thiên Hà không tuân theo mệnh lệnh của Trần gia đã bị tôi tự mình ra tay xử quyết. Từ nay về sau, tất cả mọi sản nghiệp của Trần Thiên Hà đều sẽ được Trần Ngư tôi tiếp thu. Mà mấy người, cũng phải nghe theo mệnh lệnh của tôi. Đương nhiên là nếu có người không muốn làm việc cho tôi thì hiện tại có thể lập tức chạy lấy người. Tôi sẽ không cản trở, thậm chí còn có thể cho mọi người một chút phí an gia. Thuộc hạ của Trần Thiên Hà đều nơm nớp lo sợ, lúc này còn có ai dám chạy lấy người chứ? Mọi người đều mồm năm miệng mười mở miệng nguyện ý trung thành với Trần Ngư. Mà tất cả những việc này đều giống y như sở liệu của Trần Ngư, sau khi giết chết Trần Thiên Hà rồi để lộ ra thân phận đại tiểu thư của Trần gia thì sẽ rất nhanh chóng là có thể ổn định được cục diện. Trên mặt Trần Ngư hiện lên ý cười đạm nhiên, nói, một khi đã như vậy thì mọi người về sau đều sẽ nghe theo sự sắp xếp của tôi đi. Chỉ là công trạng đầu tiên dù sao cũng phải có. Tối hôm nay tôi sẽ quay lại xem, nên làm như thế nào mấy người chính mình tự biết rõ ràng. Rất hiển nhiên là Trần Ngư chuẩn bị nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, hơn nữa còn phải dùng mấy thụ hạ của Trần Thiên Hà này để ra tay nhổ cỏ tận gốc. Tề Đẳng Nhàn ở một bên lắc lắc đầu. Mạc Khang nhìn thần thái của hắn thì thầm nghĩ, tuy rằng võ công của người này rất cao nhưng tính cách lại quá nhu nhược, không xứng là đàn ông, thậm chí còn không bằng cả phụ nữ. Không lâu sau, toàn bộ tất cả các thuộc hạ của Trần Thiên Hà đều tản ra,
bọn họ cần phải chuẩn bị công trạng đầu cho buổi tối nay. Mạc Khang cũng đứng dậy vỗ nhẹ xuống ống quần của mình, nói, nếu đã Trần Ai Lạc định rồi thì Mạc Khang tôi đây cũng xin cáo từ, ngày sau này chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Trần Ngư gật gật đầu bắt tay với Mạc Khang, nói, tướng quân Mạc Khang đi thong thả, chờ tôi dàn xếp ổn thỏa bên này rồi nhất định sẽ bàn bạc chi tiết vấn đề hợp tác với tướng quân Mạc Khang. Mạc Khang cười ha ha nói, nhân phẩm của Trần Tiểu Thư đương nhiên là Mạc Khang tôi đây rất tin tưởng. Nói xong lời này, Mạc Khang vung tay lên dẫn theo nhóm thuộc hạ của chính mình chạy lấy người. Trần Ngư chờ sau khi anh ta đi rồi mới phun ra một hơi khí nghẹn ở trong ngực, nhìn thoáng qua Tề Đẳng Nhàn, nói, sao vậy, cảm thấy rất kinh ngạc. Không kinh ngạc, dù sao thì trước kia cô cũng từng tiêm cho tôi mấy mũi dự phòng rồi. Chỉ là tôi thấy có hơi kỳ quái, mấy người thông minh như các cô thường thường đều không thích trên tay mình dính máu, cũng sẽ không làm mấy việc khiến tay mình dính máu. Nhưng mà cô, hôm nay lại tự mình giải quyết Trần Thiên Hà. Tề Đẳng Nhàn ngồi xuống ghế, thần sắc đạm nhiên nói. Trần Ngư lại lắc đầu, thấm thía nói, có đôi khi anh nhất định phải làm mấy việc khiến tay mình dính máu, nếu không thì ai sẽ nguyện ý phục anh đây? Ai sẽ sợ anh đây? Nam Dương chung quy lại cũng chỉ là một nơi cá lớn nuốt cá bé mà thôi, chẳng qua so với hoàn cảnh của Myanmar bên này thì tốt hơn một chút thôi. Tề Đẳng Nhàn nói, hôm nay cô không cần phải để tôi theo tới làm gì, dựa vào chính cô cũng có thể giải quyết được. Trần Ngư nói, tôi chỉ là muốn để anh thấy rõ một mặt chân thật của tôi mà thôi. Tề Đẳng Nhàn thở dài nói, quả nhiên, khoảng cách tạo nên vẻ đẹp, những lời này không giả một chút nào. Tôi càng thích cái cô ngự tỷ mới tới Trung Hải đã đầu tư vào tôi một lượng tài chính lớn kia hơn, chứ không phải là đại tiểu thư Trần gia quỷ kế đa đoan của hiện tại. Trần Ngư ném khẩu súng lên trên mặt bàn, nói, như nào đi nữa cũng đều là tôi cả thôi, tôi chưa từng nói dối câu nào cả. Lúc trước tôi tới Trung Hải tìm anh chẳng qua là vì quan tâm bạn bè mà thôi, dù sao thì bạn bè của Trần gia chúng tôi cùng không có nhiều lắm. Trần Ngư không nói thêm gì với Tề Đẳng Nhàn, bắt đầu sắp xếp người đến kiểm kê tài sản của Trần Thiên Hà ở Quang Dương. Trần Thiên Hà dựa vào Trần gia ở Quang Dương, mắt đi mày lại với các thế lực trong nước. Thu được không ít lợi ích, riêng tài sản ở thành phố Quang Dương đã tích lũy tới mấy chục tỷ. Những tài sản này có một phần của anh tìm một cái tài khoản, tôi cho anh một nửa. Trần Ngư sắp xếp lại các mục, ném thẳng một chồng danh sách đến trước mặt Tề Đẳng Nhàn. Ồ, để tôi xem, Tề Đẳng Nhàn cầm lấy nhìn xem, ôi, thằng nhãi Trần Thiên Hà này giàu thật đấy. Trần Ngư nói, mấy năm nay, anh ta tham gia cá độ, buôn lậu. Bán hàng cấm quả thực đã kiếm được rất nhiều tiền. Tề Đẳng Nhàn mới ném thẻ ngân hàng Thụy Quốc cho Trần Ngư, nói cứ cho vào thẻ này đi, tôi không cần bất động sản, cũng không có hứng thú nên cứ chiết đi. Trần Ngư cũng rất có nghĩa khí, với khả năng của mình, khống chế thế lực của Trần Thiên Hà, hoàn toàn có thể làm giả số liệu. Hơn nữa, Trần Thiên Hà lại là người Trần gia, theo lý mà nói, những thứ này có thể coi là tài sản Trần gia. Tuy nhiên, Trần Ngư sẵn sàng trao một nửa số đó cho Tề Đẳng Nhàn mà không giả dối chút nào, điều này cho thấy sự hào phóng và khéo léo của anh ấy. Không lâu sau, tài khoản của Tề Đẳng Nhàn có hơn 2 tỷ đô la. Thông qua tài khoản này, anh chia một nửa trong số 2 tỷ đô la đó chuyển thẳng vào một tài khoản ở Mỹ. Khi anh chuyển tiền, chẳng khác nào gửi tín hiệu cho Lý Vân Uyển và Hướng Đông Tình rằng hiện tại anh đang sống rất tốt, còn có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Nên đừng lo lắng cho anh. Mấy ngày nay Lý Vân Uyển thật sự lo lắng, sợ một ngày nào đó sẽ nhìn thấy tin tức gì đó, hiện tại nhìn thấy tài khoản của mình có một khoản tiền khổng lồ, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Bước tiếp theo là tiêu diệt tập đoàn Ân Đặc, sau khi Trần Ngư tính toán xong với Tề Đẳng Nhàn, cảm thấy cả người thoải mái. Có biện pháp nào tốt không? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Tập đoàn Ân Đặc có lực lượng vũ trang tư nhân, thế lực không nhỏ. Hơn nữa còn cấu kết với quân phiệt địa phương, không dễ động thủ. Trần Ngư mỉm cười bất lực nói. Tên Chu Quang Vinh này không phải là người dễ đối phó, hắn ta là một cao thủ rất lợi hại, công phu có lẽ đã vượt qua những cao thủ ngày nay. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nói. Sắc mặt Trần Ngư thay đổi, kinh ngạc nói, thật sự không nhìn ra được Chu Quang Vinh béo trắng kia lại lợi hại như vậy.
Tề Đẳng Nhàn gật đầu nói, cho nên để đối phó với một thế lực như vậy, cần phải một đòn giết chết mới được. Nói xong, anh cầm chiếc bút trên bàn lên, lấy ra một tờ giấy trắng, bắt đầu viết thư. Anh chuẩn bị những thứ này cho ai? Trần Ngư hỏi. Cho Ngọc Tiểu Long, Lục Linh Linh không tin tưởng tôi, vậy thì cũng không tin được cô ấy nhỉ? Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói. Người có tên, cây có bóng. Hiện tại có thể anh không đáng để Âu Mặc tin tưởng nhưng với danh tiếng của Ngọc Tiểu Long, nhất định có thể làm được. Trần Ngư trầm tư nói, muốn chuyển thư đến tay Ngọc Tiểu Long không hề dễ dàng. Sau khi Trần gia chúng tôi bị chụp cái mũ lên, chúng tôi đã cắt đứt liên lạc với cô ấy vì sợ liên lụy. Hiện tại anh cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, sao có thể liên lạc với cô ấy? Tề Đẳng Nhàn múa bút như bay nhanh chóng viết một bức thư ngắn, sau khi dán lại bèn đưa cho Trần Ngư, nói, gửi cho Diệp Phong ở thành Trung Hải, hắn ta có giao tình với Ngọc Tiểu Long. Diệp Phong là khách khanh của Long Môn, trước đó từng có một đoạn giao tình với Ngọc Tiểu Long. Ngọc Tiểu Long nhìn thấy thân thủ của anh ta tốt đã từng muốn thu phục anh ta về làm việc dưới quyền mình nhưng anh ta đã từ chối. Tề Đẳng Nhàn muốn thông qua anh ta để truyền tin chính là một biện pháp tương đối tốt. Trần Ngư gật đầu nói, tôi lập tức tìm người sắp xếp. Không lâu sau, phong thư được gửi đi, đưa thẳng đến Trung Hải, được Diệp Phong giao cho Ngọc Tiểu Long. Trần Ngư cười nói, nếu có thể thuyết phục được vị Âu Mặc này thì muốn thu thập tập đoàn Ân Đặc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Loại bỏ Chu Quang Vinh, để cô ấy tiếp quản quyền lực, tập đoàn Ân Đặc sẽ không thể gây ra nổi sóng gió gì. Tề Đẳng Nhàn lại nói, không, 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 còn Thượng Quan gia thì sao? Bọn họ mới là người đứng sau tập đoàn Ân Đặc, nhất định phải tìm cách tiêu diệt tận gốc gia tộc này. Trần Ngư nghe xong không khỏi sửng sốt. Không ngờ Tề Đẳng Nhàn lại có khẩu vị lớn như vậy, thậm chí còn muốn giết chết Thượng Quan gia ở nước Mỹ. Chuẩn bị cho tôi hộ chiếu để đến Mỹ và một con đường rút lui. Tôi muốn đi hàng ngàn dặm chém đầu, Tề Đẳng Nhàn không có biểu tình nói. Tới nước Mỹ, chém đầu Thượng Quan gia sao? Trần Ngư bị chấn kinh và cảm động trước sự anh hùng và lòng dũng cảm của Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn khẽ gật đầu, nói, sắp xếp cho tôi đi. Nếu xảy ra chuyện gì thì có thể tôi không thể quay lại được. Trần Ngư cười khổ nói, tôi thật sự không biết đánh giá thủ đoạn của anh như thế nào. Thượng Quan gia là thế lực hồng bang lớn ở Mỹ, anh cách xa Trùng Dương chạy đến địa bàn của người ta để chém đầu. Anh có chắc chắn muốn làm điều này? Tề Đẳng Nhàn hỏi, cô cho rằng tôi đang nói đùa sao? Trần Ngư hít sâu một hơi nói, nếu anh đã khăng khăng như thế, vậy tôi sẽ sắp xếp tất cả. Ít nhất bảo đảm sau khi anh thành công, rời khỏi nước Mỹ sẽ không phải vấn đề. Tề Đẳng Nhàn nói, việc này tôi có thể nhờ tập đoàn tài chính Đông Liên làm, chẳng qua tôi không thể tin tưởng bọn họ. Trần Ngư ôn nhu nói, yên tâm, cho dù anh không tin tưởng Nam Dương Trần Thị, anh vẫn có thể tin tưởng Trần Ngư này. Tề Đẳng Nhàn cười nói, vậy thì mau chóng thu xếp đi. Trần Ngư không nói nhiều. Bắt đầu sử dụng sức mạnh của Nam Dương Trần Thị để tiến hành khơi thông quan hệ với bên Mỹ. Cần phải đảm bảo sau khi Tề Đẳng Nhàn hành động thành công có thể toàn thân rút lui. Ước chừng 3 ngày sau, Trần Ngư cơ bản đã giải quyết xong việc của Trần Thiên Hà, con đường rút lui ở phía Mỹ cũng đã được sắp xếp hợp lý. Đồ Phu đã được Tề Đẳng Nhàn sắp xếp đến sống ở bên này, anh ta là một phần quan trọng trong kế hoạch tiếp theo. Nhưng hôm nay... Khi Trần Ngư đang thảo luận một số việc với Mạc Khang, trong sân có một thanh niên trẻ tuổi bước vào, chính là Thượng Quan Kinh Đào của Thượng Quan gia. Đối mặt với người lạ đột nhiên xuất hiện trong sân, Trần Ngư không khỏi khó hiểu nhìn về phía Mạc Khang. Mạc Khang ở đây, tất nhiên có người đứng canh cửa. Nếu không có mệnh lệnh của Mạc Khang, người ngoài sẽ không có cách nào tiến vào. Mạc Khang cười với Trần Ngư nói, cô Trần. Đây là bạn của tôi, anh Thượng Quan Kinh Đào. Anh ấy cũng là một trong những cổ đông của tập đoàn Ân Đặc. Trần Ngư bình tĩnh hỏi, ồ, không biết hôm nay anh Thượng Quan tới Hàn Xá làm gì? Thượng Quan Kinh Đào nói, cô Trần, trước đây tôi và anh Trần Tiên Hà có quan hệ hợp tác, cô đột nhiên giết người, điều này ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Cho nên, tôi đành phải đích thân đến đây, nối lại quan hệ với cô. Xác lập lại quan hệ hợp tác. Ánh mắt Trần Ngư không khỏi lạnh lùng, tên Mạc Khang này thật đúng là không đáng tin cậy,
anh ta muốn làm hoa tưởng vi sao? Cô đột nhiên có sát ý mãnh liệt đối với vị quân phiệt này. Loại nhân tố không ổn định này phải được cắt bỏ càng sớm càng tốt. Tuyệt đối không thể hợp tác với thượng quan gia. Trần Ngư còn chưa kịp mở miệng, Tề Đẳng Nhàn đã đi ra ngoài, lạnh lùng nói. Tề Đẳng Nhàn vừa mở miệng, Mạc Khang cùng thượng quan Kinh Đào đều bất mãn. Đặc biệt là thượng quan Kinh Đào, ánh mắt trở nên lạnh lùng, nói tao đang nói chuyện với chủ nhân của mày, khi nào đến lượt một nô tài lên tiếng. Anh ta nói thẳng với Trần Ngư, cô Trần, nếu hai gia tộc chúng ta hợp tác và liên hợp với Mạc Khang tướng quân, chúng ta có thể thống trị toàn bộ phía bắc của Ngọc Thạch Quốc. Nếu có thời gian, việc thống trị tam giác độc cũng sẽ không thành vấn đề. Cô Trần, chắc cô rất rõ ràng về tiềm năng kinh tế của tam giác độc. Tập đoàn Trần thì ở Nam Dương có vị thế vững chắc như vậy, nếu chịu hợp tác với thượng quan gia của chúng tôi để phát triển thị trường Nam Dương thì một năm sẽ tạo ra doanh thu hàng chục tỷ đô la. Tam giác độc có tiềm năng kinh tế gì? Tiềm lực kinh tế của tam giác độc chỉ có một từ độc. Tề Đẳng Nhàn lại cười nói, Trần gia là một gia tộc có điểm mấu chốt, bọn họ biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Thượng quan Kinh Đào lạnh lùng nói, xem ra mày không biết tôn ti trật tự. Ở đây có chỗ cho mày nói chuyện sao? Trần Ngư cũng cười, nói tôi đã biết ý tốt của thượng quan gia nhưng chuyện này để tôi xem xét có được không? Nhưng thượng quan Kinh Đào lại nói, cô Trần, giết Trần Tiên Hà tức là đã cắt đứt nguồn thu nhập của chúng tôi. Hôm nay cần phải đưa ra câu trả lời mới được. Việc này tôi thực sự không thể quyết định. Được rồi, nếu anh có thể thuyết phục được giám đốc Tề của chúng tôi, thì tôi sẽ đồng ý hợp tác. Trần Ngư cười nói. Cô không thể nói quá tuyệt tình, thượng quan Kinh Đào bị lão hồ ly Mặc Kháng đưa vào, rõ ràng là có ý đồ gì đó. Hơn nữa, thực lực của thượng quan Kinh Đào mạnh như vậy, nếu cô trực tiếp từ chối, e rằng sẽ dẫn đến một số xung đột không tốt. Tề Đẳng Nhàn nói, muốn hợp tác sao? Dễ thôi, các người đánh hạ tôi. Tôi sẽ không nói hai lời mà khuyên cô Trần hợp tác với các người luôn, thế nào? Mạc Khang nghe vậy không khỏi bật cười, nói với thượng quan Kinh Đào, anh thượng quan, giám đốc Tề là một cao thủ dưới tay cô Trần. Ngay cả sư phụ cũng không bằng anh ta đâu. Nhưng thượng quan Kinh Đào lại không nhịn được cười, nói, mày. Một tên lâu la nhỏ ư, nếu mày đã muốn tìm chết. Vậy tao sẽ giúp mày. Anh ta vẫy tay một cái, ba bóng người vụt vào trong sân. Ba người này khí tức cường đại, tuy đều đã hơn 50 tuổi, nhưng có thể thấy bọn họ đã luyện võ mấy chục năm, khí huyết tràn đầy, khí lực vô cùng mạnh mẽ. Trên mặt Tề Đẳng Nhàn hiện lên ý cười, nếu thượng quan Kinh Đào tự mình tới cửa, anh sẽ không buông tha, đưa anh ta đi gặp Diêm Vương. Nhân tiện, kế hoạch vượt quốc chém đầu cũng có thể được tiến triển. Sau khi giết thượng quan Kinh Đào, anh bay thẳng đến Mỹ để giết những người còn lại của thượng quan gia. Tôi ghét nhất người họ Tề. Nếu cô Trần đã đẩy mày ra làm lá chắn, hơn nữa mày cũng không biết tốt xấu như vậy thì tao sẽ đưa mày đi gặp thượng đế. Thượng quan Kinh Đào cười lạnh. Tề Đẳng Nhàn tiến lên một bước, nhìn ba vị cao thủ, nheo mắt nói, ba người ư. Quá ít, quá ít. Ba người nghe vậy, sắc mặt không khỏi thay đổi. Có chút lạnh lẽo. Lúc này Trần Ngư rót cho mình một tách trà, rót thêm một chén nữa cho Mạc Khang, nói, Mạc Khang tướng quân, ngồi xem kịch đi. Mạc Khang bưng chén trà lên nhấp một ngụm, thầm nghĩ, Tề Thiên chủ động đứng ra thật đúng lúc. Dùng tay thượng quan Kinh Đào diệt trừ hắn ta cũng sẽ tiêu trừ được uy hiếp tiềm tàng. Không ngờ rằng, Trần Ngư cũng có sát ý cực kỳ mãnh liệt đối với anh ta. Nếu không phải trong sân đang có hàng trăm tên lính vũ trang vây quanh, cô ấy nhất định sẽ tìm được cơ hội ra tay. Trong đầu Mạc Khang có một ý nghĩ viển vông, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, cho dù Tề Thiên thắng, cũng sẽ hoàn toàn đắc tội với thượng quan gia. Như vậy mình có thể ép Trần Ngư ra tay, ở Quang Dương, thậm chí là toàn bộ tam giác độc, người có súng mới là vua. Ba người cùng nhau đi lên, Tề Đẳng Nhàn mặt không biểu tình nhìn ba vị cao thủ, lạnh lùng nói. Ba người không khỏi nhìn nhau, nhíu mày. Ba người bọn họ đều là cao thủ mở võ đường thu đồ đệ ở Mỹ, danh tiếng không tồi, chuyện ba người nếu tấn công một người mà truyền ra thì dù có thắng cũng khó tránh khỏi bị người đời cười nhạo. Thượng quan Kinh Đào nghe vậy, liên tục cười lạnh nói, được, thật sự điên rồi,
giống hệt đứa cháu trai mà tôi ghét. Triệu sư phụ, Tiền sư phụ, Tôn sư hụ, nếu người ta đã nói như vậy, vậy mọi người cũng không cần khách khí. Đánh chết hắn ta, tự tôi sẽ khen thưởng 5 triệu lượng vàng, hơn nữa còn giúp mọi người mở thêm một phân nhánh võ quán khác. Tục ngữ có câu, học được võ nghệ bán cho nhà đế vương. Địa vị của người học võ trước nay đều không cao. Đặc biệt là những người truyền thừa võ công vượt đại dương sang nước ngoài thì lại càng khó khăn hơn. Một thân võ nghệ muốn có được truyền thừa thì không thể không dựa vào sức mạnh vốn có. Nếu không muốn mở võ quán cũng là vấn đề. Ba vị cao thủ Triệu, Tiền, Tôn vừa nghe vậy lại lần nữa liếc nhìn nhau, cuối cùng đều gật đầu, sau đó lần lượt tách xa ra. Ba cao thủ hóa kính. Nhưng vậy thì sao? Đúng lúc mượn tay họ để ấp ủ khí thế. Một hơi giết sang Mỹ, diệt toàn bộ thượng quan gia. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ, trong mắt bốc lửa hừng hực. Kể từ khi anh bị coi là kẻ phản quốc, phải rời khỏi Hoa Quốc, trong lòng đã nghẹn một cơn tức giận cực lớn. Sự tức giận này ngày thường vô hình nhưng vẫn không có cách nào để trút bỏ nó. Hôm nay xem như là cơ hội để anh tháo gỡ. Ba vị cao thủ vừa đứng dậy, người đàn ông ở giữa đã giơ tay lên nói tôi, Triệu. Tề Đẳng Nhàn vừa nghe nói ông ta họ Triệu, trong mắt lóe lên tia lửa, anh bước tới, một bước cách xa hơn 3 mét, trong nháy mắt đã tiến tới gần nói, không cần tự báo ra môn, hôm nay tôi sẽ đánh chết ông trước. Triệu sư phụ nghe xong lời này, không khỏi tức giận, chỉ cảm thấy thanh niên mập mạp này thật kiêu ngạo, không hiểu quy tắc giang hồ. Triệu sư phụ mở nắm đấm, nắm tay siết chặt, đánh một quyền mạnh mẽ về phía Tề Đẳng Nhàn. Cùng lúc đó, Tiền sư phụ và Tôn sư phụ cũng phản ứng ngay lập tức, một người trong số họ kích thích phần lưng như hạc trắng vỗ cánh, bắt đầu dùng tay tấn công. Cánh tay của đối phương run rẩy, giống như một khẩu súng lớn xuyên qua. Ba đại cao thủ hóa kính đồng thời ra đòn, toàn bộ sân đều rung chuyển bởi nắm đấm của họ, sức mạnh mà họ mang đến không phải thứ con người có thể tiếp được. Tuy nhiên, Tề Đẳng Nhàn một đường võ học đi lên đã không phải con người. Anh đã thông qua ảo diệu thấy thần không xấu hoàn thành quá trình chuyển đổi từ người thành thần. Vèo. Anh gần như không đón đỡ đòn từ ba người họ mà đồng thời đánh một kích tới. Dù sao đây cũng là ba cao thủ hóa kính. Cho nên thân thể của anh ngồi xổm xuống, dùng thân pháp hầu ngồi xổm thân, cả người co rụt thành một mảng lớn. Ngay sau đó, bước chân vừa động, tựa như đi thuyền xuôi dòng, một chút đã lui về sau. Triệu sư phụ không khỏi cười lạnh, vốn tưởng rằng là cao thủ lợi hại như nào, hóa ra chỉ là kỹ năng ngoài miệng thôi. Nói xong ông ta đã đuổi ngay theo. Hai người Tiền sư phụ và Tôn sư phụ cũng bước nhanh đuổi kịp, một trái một phải phối hợp với thế công của Triệu sư phụ. Ba người này mặc dù là lần đầu tiên hợp lực, nhưng bọn họ hoàn toàn hiểu nhau, không cho Tề Đẳng Nhàn cơ hội đánh bại từng người một, đồng thời tấn công, không hề để lại bất kỳ sơ hở nào. Tề Đẳng Nhàn rút lui, nhưng bị ba người bọn họ đuổi theo. Anh lui đến bên một cái cây nhỏ trong sân, dùng tay phải kéo, bóp chặt thân cây, dùng sức kéo thật mạnh. Xào xạc. Anh nhổ toàn bộ cái cây nhỏ ra khỏi mặt đất, lắc mạnh cổ tay, cây nhỏ chỉ dài 2 mét dường như biến thành một khẩu súng lớn và bắn thẳng vào Triệu sư phụ đang ở đằng trước. Triệu sư phụ giật mình, không ngờ Tề Đẳng Nhàn lại ra chiêu như vậy. Trên thực tế, trước khi ra tay Tề Đẳng Nhàn đã nghĩ ra cách phá vỡ tình thế này. Triệu sư phụ chỉ có thể khoanh tay trước ngực và dùng hết sức lực đẩy nó ra. Cây nhỏ trong tay Tề Đẳng Nhàn lập tức va vào cánh tay ông ta, sau đó toàn bộ cây nhỏ bị uốn cong, rồi bị một lực xoắn ốc đập nát thành từng mảnh. Về phần Triệu sư phụ, lúc cây nhỏ bị gãy, thân thể không tự chủ mà rút lui. Lúc này, Tiền sư phụ và Tôn sư phụ đã từ hai bên trái phải tấn công đến, một người dùng quyền mỏ chim hạc đánh về phía huyệt thái dương của Tề Đẳng Nhàn, một người lấy quyền hình ý băng đánh thẳng về phía thắt lưng anh. Công kích của hai người, nhìn qua đã không còn kín kẽ không có khe hở như ba người nữa. Tề Đẳng Nhàn giơ hai tay lên, lòng bàn tay nhanh chóng sung huyết, anh nhấc lên như hai con dao lớn, điên cuồng múa may. Tiền sư phụ, Tôn sư phụ thi triển liên tục sát chiêu. Chiêu đầu tiên bị chặn lại, các chiêu tiếp theo có thể lập tức đuổi theo. Nhưng Tề Đẳng Nhàn trực tiếp tung chiêu đêm chiến tứ phương, dùng hai tay như dao để bảo vệ toàn thân, quả thực nước lửa không xâm.
mọi đòn tấn công của hai người đều bị chặn lại. Tiền sư phụ tay mắt lanh lẹ, vung cánh tay phải xuống, bất ngờ đánh vào đầu gối của Tề Đẳng Nhàn. Nhưng vào lúc này, Tề Đẳng Nhàn lại thu chiêu đêm chiến tứ phương hơi nghiêng người, toàn thân phát ra tiếng xương giòn, vặn vẹo cánh tay, vung một quyền từ dưới lên trên. Đây là một chiêu thái cực quyền phiết thân đấm, vừa né đòn của Tiền sư phụ, vừa tránh được tôn sư phụ chiếu tâm, đồng thời nắm đấm đánh một quyền đến đầu gối của Tiền sư phụ. Phanh! Nắm đấm của cả hai va vào nhau trong không trung, cánh tay của Tề Đẳng Nhàn cứng như que củi, không chút sử mẻ. Nhưng cánh tay của Tiền sư phụ lại run rẩy như sợi mì, mặt đỏ bừng, bước đi lảo đảo, lùi về sau. Thái cực quyền chân chính muốn đánh giết người thì cần phải có pháo đấm mạnh mẽ. Hơn nữa một khi đánh ta thì uy thế căn bản sẽ kém hơn so với quyền pháo xưng bá đạo là hình ý cùng bát cực. Tiền sư phụ bị giật lùi lại một chút, hai chân Tề Đẳng Nhàn dẫm lên trên, đập mạnh ba lần, né sang một bên, lắc hông, xoay người lại vừa đúng lúc đối diện tôn sư phụ. Ánh mắt tôn sư phụ bình tĩnh, ông ta dùng hai tay cùng đánh, một tay dùng hắc hổ đào tâm, một tay dùng hổ đáp tóm lấy cánh tay Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn sử dụng cú đấm hộ tâm bằng một tay và sử dụng hổ thác bằng tay kia để bắt được hổ đáp của tôn sư phụ. Kinh lực của hai người chạm vào là nổ ngay. Tôn sư phụ chỉ cảm thấy người trước mặt này căn bản không phải là người, mà là một người sắt. Chiêu hổ thác kia đánh vào lòng bàn tay, giống như muốn làm cho ông ta chật khớp cổ tay. Hơn nữa, còn không cho mình một cơ hội để thở dốc. Chỉ thấy hai nắm đấm to như bát giấm đã giơ lên trời rồi giáng thẳng xuống theo tư thế song chạm đấm. E rằng tên này không phải thần lực trời sinh, phần lớn đấu pháp đều dựa vào những cú đấm và pháo quyền cương mãnh làm chủ, không thể đánh bừa với anh ta được. Lòng tôn sư phụ như gương sáng, căn bản không tiếp hai quyền này mà lại lui về sau một bước. Nhưng ngay khi nắm đấm của Tề Đẳng Nhàn hạ xuống đã lập tức kết nối với bộ chiêu thức sát thủ hổ xoay người trong hồng quyền. Người này còn trẻ như vậy, sao có thể biết nhiều quyền pháp như thế? Ra đầu tôn sư phụ có chút tê dại. Quyền ý và quyền kình kia che trời lấp đất bay đến. Khiến cho ông ta có cảm giác trời cũng sắp sập xuống vậy. Nếu không thực sự đối mặt với đòn tấn công trực diện của Tề Đẳng Nhàn, sẽ không bao giờ cảm nhận được thể năng có thể so sánh với thần thánh của anh đáng sợ đến mức nào. Vai của Tề Đẳng Nhàn đột nhiên nhún một cái, cơ bắp lưng ép vào trong. Cơ thể ngồi xổm xuống, tạch một cái, nháy mắt đã nhảy vào trong lồng ngực của tôn sư phụ. Hỏng rồi, anh ta muốn nhập thang, mình phải chết rồi. Trong lòng tôn sư phụ chợt lạnh lẽo. Vừa ngước mắt lên đã thấy Tề Đẳng Nhàn đã duỗi hai tay ra dò xét, thân hình cũng theo đó mà kéo lên, giống như một con khỉ nhanh nhẹn, hai tay móc vào trong tròng mắt của mình. Tôn sư phụ biết mình sắp chết không thể nghi ngờ nên chỉ chờ chết. Nhưng hai ngón tay của Tề Đẳng Nhàn lại chỉ chạm vào mí mắt của ông ta. Tôn sư phụ sửng sốt một lát, nhưng cũng rất phối hợp mà ngã xuống đất. Ông ta là một người từng trải, hiểu rất rõ với thế trận trong võ lâm. Nếu không phải đấu tranh sinh tử trong một cuộc luận võ, sau khi bị tấn công đến điểm mấu chốt, sẽ tự động ngã xuống đất và giả vờ chết, để thể hiện sự tôn trọng, đồng thời thừa nhận kỹ năng của mình kém cỏi không bằng người khác. Tề Đẳng Nhàn đánh bại tôn sư phụ nói ra thì rất dài nhưng thực tế chỉ mấy giây mà thôi. Lúc này hai người Tiền sư phụ cùng Triệu sư phụ đã hồi phục lại. Khi nhìn thấy tôn sư phụ ngã xuống đất, cả hai đều cho rằng ông ta đã bị sát hại, không khỏi hít hà một hơi. Triệu sư phụ vừa bước một bước đã đi tới trước mặt Tề Đẳng Nhàn, không nói một lời đã cho một đòn đầy uy lực, nắm đấm thẳng vào tim. Ngoài ra, Tiền sư phụ cũng đến. Dùng một chảo hướng thẳng đến đỉnh đầu, lắc mạnh chi dưới, yên lặng không tiếng động đá chân vào ống chân của Tề Đẳng Nhàn. Đối mặt với sự tấn công của hai người cùng một lúc, Tề Đẳng Nhàn không đón đỡ, thay vào đó anh bước sang bên trái một bước, mũi chân cắm xuống đất, duỗi thẳng bắp chân và tiến về phía trước, đánh trúng một cước Tiền sư phụ đang phát lực, khiến cho sát chiêu ám chân này bị nghẹn trở về. Không đợi Tiền sư phụ rút chân lại. Hai chân của Tề Đẳng Nhàn đã đứng lên khỏi mặt đất, thân hình như chim hỉ thước, đuổi kịp từ bát quái môn hỉ thước đẳng chi mà dẫm lên. Tiền sư vội vàng nhấc chân lên, dùng chiêu gà chống khiêu chân đỡ lấy, lòng bàn chân va chạm, mất thăng bằng lùi lại phía sau. Triệu sư phụ lúc này mở rộng hai tay,
xương sống run lên, giống như một dãy núi liên miên không dứt, vặn vẹo thân thể, phát kình mạnh mẽ, tung ra một quyền như sao băng từ bên ngoài bầu trời. Nhưng lúc này Tề Đẳng Nhàn lại thay đổi tư thế, tay trước khoa trương, tay sau kiềm chế, mềm nhẹ mà xảo diệu, giống như sờ đuôi khổng tước vậy. Nắm đấm của Triệu sư phụ bị các ngón tay của anh bao lấy, chỉ cảm thấy toàn bộ xương cánh tay giống như sắp bị chặt đứt. Ông ta lập tức nhận ra mình đã rơi vào bẫy. Bọn họ đều cảm thấy quyền pháp của Tề Đẳng Nhàn rất mạnh mẽ. Cho nên lần này khi ông ta dùng lực toàn thân đánh ra một đấm lại không ngờ rằng Tề Đẳng Nhàn bỗng nhiên biến chiêu, dùng một chiêu ôm đuôi tước bắt lại. Chỉ thấy thân hình của Tề Đẳng Nhàn nhanh như tia chớp, sau khi nắm lấy nắm đấm của Triệu sư phụ, ép người vào trong, vai dựa vào ngực Triệu sư phụ với sức mạnh cực lớn, theo sau là tay sau ấn vào bụng ông ta. Triệu sư phụ hét thảm một tiếng, bay thẳng ra ngoài. Không phải hắc ám kình sao? Chỉ là một đòn minh kính thuần túy mà thôi. Triệu sư phụ sửng sốt, chỉ cảm thấy ngực đau tức, dạ dày như sông cuộn biển gầm. Ông ta mở miệng, suýt thì nhổ hết bữa tối hôm qua ra. Sau khi va vào tường, cũng trực tiếp ngã xuống đất giả chết. Đúng lúc này, Tiền sư phụ đi tới phía sau Tề Đẳng Nhàn, lặng yên không tiếng động. Hai tay đưa ra, từ hai bên trái phải hướng về phía mắt anh. Đây là một đấu pháp hầu hình điển hình. Ở trong tay Tiền sư phụ có thể gọi là lô hỏa thuần thanh, khiến hai chữ linh hoạt được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Hai tay Tiền sư phụ lại thất bại, nhìn kỹ đã thấy Tề Đẳng Nhàn đã cuộn thân xúc đầu, cả người dường như biến thành một con rùa thật lớn rụt vào trong mai. Ngay sau đó, mai rùa quay vòng vừa chuyển, quấn quanh chân Tiền sư phụ, rồi đi vòng ra phía sau ông ta. Trong lòng Tiền sư phụ kêu to không tốt. Còn chưa kịp xoay người ứng đối đã bị một quyền đánh vào sau đầu. Ông ta cảm thấy sau gáy đau nhức, hai mắt choáng váng, tiến về phía trước mấy bước đã trực tiếp ngã xuống đất. Ba võ sư người Hoa được Thượng quan Kinh Đào mang đến từ Mỹ trong khoảng thời gian ngắn đã bị Tề Đẳng Nhàn đánh bại từng người một. Thượng quan Kinh Đào nhìn thấy cảnh này, hai mắt gần như muốn lồi ra, không thể tin vào mắt mình, kinh ngạc nói chuyện này, sao có thể? Mau đứng dậy. Đánh chết tên này. Thân thể của Tề Đẳng Nhàn bay đến như lá rụng trong cuồng phong, gần như đạt đến cực hạn. Giám đốc Tề, xin thủ hạ lưu tình. Mạc Khang hét lớn một tiếng nói. Thượng quan Kinh Đào cũng cười lạnh, muốn giết tao ư. Tao chỉ sợ mày không dám làm. Mày có biết đụng vào tao có hậu quả gì không? Cho dù là Trần gia. Tề Đẳng Nhàn đã đến gần anh ta, bước chân vững vàng, anh giơ tay phải lên như nòng súng. Nắm chặt tay, phóng thẳng ra ngoài. Anh đấm thẳng vào sống mũi của Thượng quan Kinh Đào. Đây là chiêu đại thương gật đầu của Bát Cực Quyền, cánh tay là báng súng, nắm tay là mũi súng, dùng lực đánh ra, mang theo đạn kính. Sau khi bắn trúng mục tiêu, lực tiếp theo thuận thế nổ tung. Bang! Toàn bộ đầu của Thượng quan Kinh Đào giống như một quả dưa hấu, nổ tung ngay trước nắm đấm của Tề Đẳng Nhàn. Đầu lâu, não. Máu bắn tung tóe khắp nơi, khung cảnh nhất thời vô cùng đẫm máu, thi thể không đầu cũng ngã ngửa ra sau. Thượng quan Kinh Đào có lẽ cho đến khi chết mới tin được, Tề Đẳng Nhàn hung bạo vô lý như vậy, lại không thèm để ý đến mình, cứ thế hạ tử thủ tàn nhẫn như vậy. Ba vị cao thủ ngã trên mặt đất cũng lạnh sống lưng, nếu không phải lúc này luận võ, Tề Đẳng Nhàn đã dừng tay lại thì số phận hiện tại của bọn họ cũng không khá hơn chút nào so với Thượng quan Kinh Đào. Thượng quan Kinh Đào là con trai vợ cả của Thương quan gia, vậy mà bị Tề Đẳng Nhàn dùng một quyền đánh nát đầu, chết ở địa phương nhỏ bé như Quang Dương này. Nhìn thấy cảnh tượng này, Mạc Khang không khỏi có chút lạnh cả người. Anh ta biết Tề Đẳng Nhàn rất mạnh, nhưng không ngờ anh lại tàn nhẫn như vậy, trực tiếp giết chết Thượng quan Kinh Đào. Sắc mặt Mạc Khang âm trầm nói, anh có biết mình đang làm gì không? Anh có bao giờ nghĩ tới nếu giết Thượng quan Kinh Đào sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế nào không? Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, tôi thật sự còn chưa nghĩ đến hậu quả, nếu hắn ta dám khiêu khích tôi thì tôi sẽ đánh chết hắn ta. Anh có ý kiến gì không? Mạc Khang nghe xong lập tức cười nói, giám đốc Tề có phải điên rồi không? Sao anh dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với tôi? Tề Đẳng Nhàn vẻ mặt vô cảm, không đáp lại. Mạc Khang nói, nếu anh giết người của Thượng quan gia, cho dù là Trần gia, cũng khó có thể đứng vững trong toàn bộ tam giác độc.
Anh dùng thái độ như vậy nói chuyện với tôi, thật sự là không khôn ngoan nhỉ. Trong khi nói chuyện, trên bức tường xung quanh xuất hiện những cái đầu, tất cả đều là thuộc hạ của Mạc Khang, trên tay mỗi người đều mang theo một khẩu súng trường tự động. Trần Ngư cười ha ha nói, Mạc Khang tướng quân không cần tức giận, cũng đừng chấp nhặt với một tên vũ phu. Đến, uống một chén trà để bình tĩnh lại trước, điều kiện mà thượng quan gia có thể đưa ra thì Trần gia cũng có thể đưa ra. Mạc Khang nói, tôi không thể tin tưởng lời nói của cô Trần, trừ khi cô Trần đồng ý gả cho tôi, nếu không thì gần như giống nhau. Cứ như vậy, lợi ích của hai bên mới có thể gắn chặt với nhau. Trần Ngư nghe xong lời này, không khỏi sửng sốt. Mạc Khang không giấu giếm nói, tôi đã ngưỡng mộ cô Trần từ lâu rồi, không biết cô Trần có chịu cưới tôi không? Chỉ cần Mạc Khang tôi còn một ngày thì có thể đảm bảo quyền lợi của Nam Dương Trần Thị ở phía Bắc Ngọc Thạch Quốc một ngày. Trần Ngư trực tiếp lắc đầu, gả cho loại quân phiệt dế nhũi này, đang nói đùa cái gì vậy? Mạc Khang tướng quân, tôi sẽ không phản bội bằng hữu, anh có thể yên tâm hợp tác với chúng tôi. Trần Ngư nhàn nhạt nói. Ha 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 ha, trên đời này không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Cô Trần, nếu như người của thượng quan gia chết dưới tay thủ hạ của cô, hơn phân nửa bọn bỏ cũng sẽ trách tội tôi. Cho nên hai chúng ta liên thủ chặt chẽ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Trần gia hoàn toàn ủng hộ tôi cũng hoàn toàn ủng hộ lợi ích Trần gia. Khi chúng ta trở thành vợ chồng, chúng ta sẽ không còn lo lắng ai sẽ phản bội ai nữa. Mạc Khang mỉm cười nói. Trần Ngư nói, tôi không có hứng thú với tướng quân Mạc Khang. Nhưng Mạc Khang lại xua tay nói, tôi không thương lượng với cô mà là đưa ra tối hậu thư cho cô nhất định phải gả cho tôi, để Trần gia toàn lực ủng hộ tôi, nếu không, các người đều phải chết. Theo anh ta vung tay lên, những tay súng trên tường cũng lần lượt tháo chốt súng, mở chốt an toàn và nhắm chuẩn vào những người trong sân. Tề Đẳng Nhàn ngước mắt lên nhìn Mạc Khang cười nói, nhìn bộ dạng gầy gò kia của mày, trông giống như một con khỉ đầu chó chết tiệt đến từ đảo đen. Còn muốn cóc ăn thịt thiên Nga à? Mạc Khang bình tĩnh nói, tôi có thể tạm thời tha thứ cho sự vô lễ của anh nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ chịu đựng nó mãi mãi. Võ công của anh rất cao, anh còn giúp tôi đánh bại sư phụ của tôi. Hôm nay, anh còn đánh bại ba cao thủ do Thượng quan Kinh Đào mang tới. Nhưng như vậy thì sao? Trong thời đại ngày nay, không chỉ có nắm đấm cứng mới là có quyền nói chuyện. Tôi có rất nhiều súng, anh có thể đánh thắng được không? Khi Mạc Khang nói ra lời này, có chút khinh thường, tuy nắm đấm của Tề Đẳng Nhàn rất mạnh mẽ, nhưng anh ta vẫn coi thường anh. Bởi vì, ở nơi này, anh ta tồn tại như một vị hoàng đế, nói một không hai. Vì có người nhiều, súng cũng nhiều. Chắc chắn rồi, ở một nơi người ăn thịt người như Quang Dương, tình nghĩa gì đó đều là vô nghĩa. Trần Ngư mới hợp tác với Mạc Khang được mấy ngày. Mới như vậy mà hai hai đã đến nông nỗi cháy nhà ra mặt chuột rồi. Thật là khiến người ta cảm thấy có chút châm chọc. Võ công của anh dù có cao đến đâu, nếu tôi ra lệnh, anh vẫn sẽ bị đập thành cái sàng. Mạc Khang đắc ý cười phá lên. Bây giờ, quỳ xuống cho tôi, tát cái miệng thối của anh, tôi có thể giữ cái mạng chó của anh cút về lại Nam Dương. Sắc mặt Trần Ngư âm trầm nói, Mạc Khang tướng quân, đừng đi quá xa, cũng đừng quá tham lam. Mạc Khang lắc đầu nói, không, không, tôi không tham lam, mà là để mối quan hệ hợp tác của chúng ta trở nên bền chặt hơn. Cô Trần, cô đừng suy nghĩ nhiều. Trần Ngư cười lạnh, muốn tôi cưới anh sao? Anh cắn quá nhiều cần xa sao? Xuất hiện ảo giác à? Mạc Khang nói, xem ra cô không sẵn lòng, nhưng ở lãnh thổ của tôi, không muốn thì cũng phải bằng lòng. Huống chi, cô còn giết chết thành viên của thượng quan gia. Tề Đẳng Nhàn nhìn Mạc Khang, trong mắt có chút thương hại, nói tôi thật sự không biết những người như các người sống ở thế giới này làm gì, đầy rẫy những mưu mô, chỉ quan tâm đến lợi danh trần thế. Sợ là đi WC cũng phải mang theo mười mấy vệ sĩ nhỉ. Mạc Khang nhướng mi, lười biếng nói, quỳ xuống. Tề Đẳng Nhàn cười nói, này, tên béo chết tiệt, thủ hạ của mày kiêu ngạo quá, sao mày không đi ra? Thủ hạ. Mạc Khang nghe được lời nói của Tề Đẳng Nhàn, không khỏi giật mình, sau đó bật cười ha ha. Anh ta lắc đầu nói, tôi cảm thấy anh đã lầm rồi. Mạc Khang tôi, không phải thủ hạ của bất kỳ ai.
Ở vùng đất này, tôi là Thiên Vương Lão Tử. Cho dù anh có gọi thủ lĩnh Ngọc Thạch Quốc đến, tôi cũng có thể bắn một phát súng vào đầu hắn. Tên Mạc Khang này là một quân phiệt vĩ đại, chắc chắn có cuồng vọng để tự tin, người nhiều súng nhiều, ai nhìn thấy anh ta mà không đi đường vòng. Ngay cả muốn đến Quang Dương làm ăn cũng phải nhìn sắc mặt của anh ta. Mạc Khang vung tay lên, lúc này tất cả súng đều chĩa vào Tề Đẳng Nhàn. Ba vị cao thủ đang nằm trên mặt đất giả chết lúc này cũng thầm thở dài, võ công tu luyện có cao đến đâu cũng có ích lợi gì. Đối mặt với thế lực như vậy, bọn họ không phải chỉ đành nuốt hận tại chỗ sao. Nhưng đúng lúc này, một thân ảnh mập mạp từ trong nhà đi ra, vừa đi về phía trước vừa cười nói, Mạc Khang, tự mày chạy đi hay để tôi lấy không động đao. Mạc Khang nghe được thanh âm này, không khỏi giật mình, cảm thấy rất quen, lại cũng rất xa lạ. Anh ta quay lại đã nhìn thấy đồ phu mặt dữ tợn đang cười nham hiểm đi về phía mình. Anh ta sửng sốt tại chỗ nói, Sần tướng quân. Rất nhiều thủ hạ của Mạc Khang đều là những người cũ đi theo đồ phu chinh phục thế giới, cả đám người đều quay đầu lại nhìn, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Một thủ hạ không biết tên đồ phu nên đã giơ súng lên chửi, tránh xa tướng quân Mạc Khang một chút, đồ khốn nạn. Bang! Một người đàn ông mồm rộng đã tát thẳng vào mặt cậu ta, trưởng quan của cậu ta gầm lên, đồ chó chết, bỏ súng xuống cho tôi, đó là Sần tướng quân, từng là thủ lĩnh của chúng ta. Mạc Khang kinh ngạc nhìn đồ phu, sau đó nói với đồ phu, Sần tướng quân, xin dừng bước. Nếu ông lại gần chút nữa, tôi sẽ ra lệnh bắn. Nhưng đồ phu lại mỉm cười nói, Mạc Khang, anh chính là người anh em tin cậy nhất của tôi. Đã lâu không gặp, tôi muốn nói với anh mấy lời móc hết tim gan. Mạc Khang sửng sốt một lúc, nghĩ rằng đồ phu thực sự đang hoài niệm, đầu óc đang hỗn loạn đã nhìn thấy anh ta đã đi đến trước mặt mình. Đúng lúc này, một con dao găm từ trong tay áo của đồ phu rơi ra, anh ta nắm chặt lấy, sau đó kéo vai Mạc Khang, thọc một dao vào tim anh ta. Khóe miệng của Trần Ngư cũng co giật khi nhìn thấy vậy, đây thật đúng là nói lời móc hết tim gan đấy. Mạc Khang cảm thấy ngực đau nhói, cúi đầu nhìn thấy một con dao găm cắm trên đó, anh ta sững sờ tại chỗ. Anh, Sần, .ans, Mạc Khang kinh ngạc nói, máu bắt đầu chảy ra từ miệng anh ta. Lời móc tim gan này đủ chân thành chưa? Đồ phu mỉm cười nói, rút dao găm ra, đâm thêm mấy cái vào bụng Mạc Khang. Mạc Khang ôm ngực nghiêng người ngã xuống, máu nhanh chóng hóa thành một vũng lớn, thân thể anh ta nằm trên vũng máu, thỉnh thoảng co giật. Đồ phu vứt con dao găm đi, mỉm cười với đám tay súng đang nằm dựa vào tường, ông đây đã trở lại, sao các người còn không đến hoan nghênh? Đứng ở đó nhìn cái mẹ gì nữa? Những thủ hạ cũ của đồ phu tỉnh táo lại, lần lượt trèo qua tường, chạy đến trước mặt đồ phu giơ tay cúi chào. Hoan nghênh Sần tướng quân trở về. Mọi người không khỏi hét lớn lên. Đồ phu cười nói, để các người đi theo tên ngốc Mạc Khang này, tôi thật sự có lỗi với các người. Từ nay trở đi, các người đều theo tôi. Ngày xưa chúng ta đã huy hoàng biết bao, tương lai sẽ... À, còn rực rỡ hơn hồi đó. Trần Ngư cảm thấy tên đồ phu này thực sự là một kẻ tàn nhẫn. Sau khi ra ngoài, dùng danh tiếng trước đây của mình để dọa người của Mạc Khang, khi đến trước mặt Mạc Khang, trước khi Mạc Khang kịp lấy lại tinh thần, đã dùng một dao đâm thẳng vào tim, sau đó thuận tay bổ vào dao, khiến người ta cũng không thể kịp nói một câu. Nếu tiếp tục nói thêm một lúc, khi Mạc Khang tỉnh táo lại, đồ phu sẽ không dễ dàng kiểm soát được tình thế. Lợi hại, kiêu hùng, Trần Ngư thầm nghĩ, cảm thấy sau khi đoạt được quyền lực, tên đồ phu này có lẽ sẽ khó đối phó hơn Mạc Khang. Đồ phu bình tĩnh nói, đưa tôi về đại bản doanh của các người đi thôi. Những người này không nói hai lời mà chỉ dẫn đường cho đồ phu, chuẩn bị dẫn anh ta về căn cứ để tiếp quản đội quân mà Mạc Khang thật vất vả mới tập hợp được. Đồ phu quay đầu nói với Tề Đẳng Nhàn, nhị đương gia, tôi đi ra mặt trước để ổn định quân tâm, lát nữa tôi sẽ quay lại gặp ngài. Tề Đẳng Nhàn khẽ gật đầu, nói, đi đi. Sau khi mọi người rời đi, Trần Ngư gọi người tới dọn dẹp các thi thể trong sân. Ba cao thủ kia đột nhiên, xác chết vùng dậy, khiến mọi người sợ hãi đến mức suýt rút súng. Đa tạ Tề sư phụ đã hạ thủ lưu tình. Ba vị cao thủ này đều biết Tề Đẳng Nhàn đã tha cho mình, nếu không bọn họ đã chết rồi.
Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, giữ lại mạng cho các người là vì cảm thấy võ thuật truyền thống Hoa Quốc truyền thừa cũng không dễ. Hơn nữa, bản lĩnh của các người đều khó có được, cần gì phải đi theo làm việc cho loại rác rưởi như Thượng Quan Kinh Đào chứ? Triệu sư phụ nói, người ở giang hồ, thân bất do kỷ. Chúng tôi ở Mỹ muốn phát huy bản lĩnh của mình ra bên ngoài, không thể không dựa vào thế lực tư bản của bọn họ. Tiền sư phụ nói, đúng vậy, chúng tôi võ giả đều có kiêu ngạo, ai lại muốn bị người quát mắng chứ? Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói, vừa rồi hắn ta hứa cho mỗi người 5 triệu lượng vàng, có thể thấy các người rất thiếu tiền. Tôi cũng không giở trò đồi bại với các người. Nếu các người nguyện ý thì đến làm việc cho tôi. Tôi bảo đảm các người có thể yên tâm mở võ quán dạy đồ đệ. Tiền thì dựa vào năng lực của các người, làm tốt thì sẽ kiếm được nhiều. Này! Ba người không khỏi nhìn nhau. Tôn sư phụ là người đầu tiên đồng ý, tôi đồng ý. Tôi thiếu tiền, cũng thiếu cơ hội như vậy. Nếu Tề sư phụ bằng lòng cho thì tôi sẽ nhận. Thấy Triệu sư phụ và Tiền sư phụ còn đang do dự, Tề Đẳng Nhàn nói, đương nhiên tôi sẽ không để các người làm chuyện thương thiên hại lý hay tổn hại đến võ đức gì. Việc này các người có thể yên tâm. Ánh mắt Triệu sư phụ vừa động, nói, đã như vậy, vì sao cậu không cho người khác thấy khuôn mặt thật của mình? Mọi người đều là người luyện võ, nếu đã muốn thành thật thì nhất định phải đối xử chân thành. Mặc dù Tề Đẳng Nhàn đã thay đổi diện mạo bằng cách dịch chuyển cốt cách nhưng những cao thủ như họ chỉ cần cẩn thận xác định vẫn có thể nhìn ra một số manh mối. Tề Đẳng Nhàn nghe xong, cười ha ha, đưa tay dùng sức xoa xoa gò má, xương cốt phát ra tiếng động, một lúc sau mới khôi phục lại hình dáng ban đầu. À, là cậu, sau khi ba người nhìn thấy khuôn mặt anh, không khỏi vô cùng chấn động. Dù sao bọn họ cũng đang hợp tác với Thượng Quan gia. Mặc dù ở Mỹ rất xa nhưng bọn họ cũng biết danh tiếng của Tề Đẳng Nhàn. Hơn nữa Tề Đẳng Nhàn lấy đi 18 triệu lượng vàng tộc Thượng Quan gia mà không làm gì cả, điều này khiến cho Thượng Quan gia rất oán hận. Ngạc nhiên à, Tề Đẳng Nhàn hỏi, cho rằng tôi là kẻ phản quốc, không muốn làm việc giúp tôi sao? Triệu sư phụ và Tiền sư phụ không khỏi trầm mặc, trong khi Tôn sư phụ cảm thấy có tiền để kiếm. Hơn nữa võ công của Tề Đẳng Nhàn rất cao nên hợp tác với anh sẽ không có hại gì. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, các người tự mình suy nghĩ trước đi, hiện tại tôi còn có việc khác phải làm, trở về sẽ lại nói. Trần Ngư rất ngạc nhiên nói, bây giờ anh có định đi Mỹ không? Đương nhiên càng sớm càng tốt, Tề Đẳng Nhàn nói, bằng không, nếu tin tức Thượng Quan Kinh Đào chết lan ra, bọn họ có thể sẽ cảnh giác. Tề Đẳng Nhàn nói đi là đi. Hắn trực tiếp lên máy bay đi đến San Francisco của nước Mỹ. Trần Ngư đứng ở sân bay, nhìn máy bay của Tề Đẳng Nhàn bay đi mà trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Cách đó không xa, trên đường đi đến nước Mỹ ở phía trước chém đầu gia tộc Thượng Quan, sự quyết đoán giống hắn như vậy thì trong 7 tỷ người trên thế gian này có thể tìm được mấy người. Chỉ sợ tin tức cái chết của Thượng Quan Kinh Đào còn chưa đến nước Mỹ thì người của Tề Đẳng Nhàn đã đến nơi rồi. Phiên bản đời thực của John Quixote sao? Trần Ngư cười cười, trong lòng mặc dù cảm thấy Tề Đẳng Nhàn chém đầu giết người từ xa có chút hoang đường và buồn cười nhưng cô ấy vẫn cảm thấy chuyến đi lần này của mình chắc chắn sẽ thành công. Tề Đẳng Nhàn ngồi lên máy bay, trong tay đã nắm được tài liệu về gia tộc Thượng Quan. Đứng đầu gia tộc Thượng Quan là Thượng Quan Thương Hải, một trong những đại lão của Hồng Bang ở nước Mỹ, hiện đang sống cùng với gia đình ở khu nổi tiếng cho người giàu Beverly Hills. Thượng Quan Thương Hải, một trong những đại lão của Hồng Bang ở nước Mỹ, trước đây từng dẫn dắt Hồng Bang cùng Hắc Bang ở nước Mỹ đánh nhau tơi bời khói lửa, thực lực trăm địch nhân. Thượng Quan Nguyên Cát, con trai của Thượng Quan Thương Hải, tương lai là người thừa kế, là bố của Thượng Quan Kinh Đào. Còn có Thượng Quan Hạo Nguyệt, con gái của Thượng Quan Nguyên Cát. Giờ đang là vị hôn thê của Jimmy Rothschild, người thừa kế chi nhánh của gia tộc Rothschild ở nước Mỹ. Tề Đẳng Nhàn lật tài liệu trong tay, từ trong đó chọn ra ba nhân vật quan trọng nhất. Gia tộc Thượng Quan trên dưới có 20-30 người, đương nhiên Tề Đẳng Nhàn không thể một phát giết hết tất cả bọn họ. Kể cả hắn có muốn thế thì cũng làm không kịp. Huống hồ cũng không phải tất cả mọi người trong gia tộc Thượng Quan đều tham gia vào những việc đen tối. Vẫn nên là không giết người vô tội. Tề Đẳng Nhàn xem xong tài liệu thì nhắm mắt nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng.
Chờ khi đến nước Mỹ hắn sẽ ngay lập tức có trạng thái tinh thần và trạng thái cơ thể tốt nhất để động thủ. Loại chuyện như vậy nói đến thì kích động nhưng trên thực tế nó tương đối nguy hiểm, chẳng khác nào xông vào trong suối của người khác để giết người. Chỉ cần lơ là một chút là đã bị bao vây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 54.